Phong thiếu gia, đây là lần thứ năm tôi đến mời ngài rồi. Đến nay Lục gia lên nắm quyền, ngài lại là hậu duệ trực hệ duy nhất. Lục gia cần sự có mặt để chủ trì đại cục. Chọn cái này đi, gói nó lại giúp tôi. Lục gia không có ai nắm quyền thì, thì liên quan đến Lục, Lục Phong tôi từ nhỏ đã không thiết luận với người khác, bất luận là địa vị hay là tài nguyên gia tộc, tôi đều có thể dâng nó cho người khác. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn cho rằng tôi đã cướp đi vị trí gia chủ và muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Khi đó Lục gia ép tôi rời khỏi. Bây giờ lục gia gặp khó khăn lại nghĩ đủ cách lôi tôi về. Hừ. Họ xem lục phong tôi là loại. Gọi đến là đến, đuổi đi là đi chắc. Sau này lục gia đừng đến làm cuộc sống của tôi nữa. Một mình lục phong tự bươn chảy. Cũng rất tốt. Việc tôi giao cho cậu đã làm xong chưa? Ngài yên tâm, Ngọc Trạm đã được thay thế. Tì hưu ngọc mà ngài mang đến. Phong thứ gia, Lịch sử 300 năm của Lục gia tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong một khắc. Tôi chỉ đánh đưa ra quyết định này thôi. Ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp kỷ gia của Phong thiếu, phải chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh. Cậu đã đi đâu hả? Đi mua mỗi tí thức ăn làm gì mà mãi mới về? Thật không hiểu cậu tính an phận thế này, đến lúc nào nữa? Mẹ, xưa thị cách nhà chúng ta, những năm cây, con phải đi bộ về đấy. Cậu vẫn còn mặt mũi gọi tôi là mẹ sao? Xe điện của cậu đâu? Đạp xe mua thức ăn mà cũng lề mề cho được. Đồ ăn thì đi mua mà không ai thèm lấy. Cậu không thấy xấu hổ, nhưng tôi thì có. Thật không hiểu nổi ông của Tuyết Vũ khi đó đã nghĩ gì, mà lại tìm về cho Tuyết Vũ một kẻ vô tích sự như cậu nữa. Sao một thế này rồi vẫn chưa có cơm tiểu vũ à? Cuối cùng con cũng về rồi. Con biết không, hôm nay cậu ta đã bôi cho chất chấu vào mặt chúng ta. Có chuyện gì thế mẹ? Cậu ta đi chợ mua về đồ ăn, bị giật nát mà không ai thèm lấy. Đã thế, lúc cậu ta đi mua thức ăn còn bị Bà mẹ bắt gặp. Con không biết người ta cười vào mặt chúng ta thế nào đâu. Họ nói nhà chúng ta nghèo, rất mày tơi, không có gì ăn. Mẹ, mẹ lại không cho anh ấy đi chợ đúng không? Cậu ta đường đường là đàn ông trong nhà, lại đi lấy tiền của mẹ vợ. Nói ra ngoài không thấy mất mặt à? Chẳng phải mẹ nói không để anh ấy đi làm. Chỉ cần ở nhà phụ trách công việc nội trợ còn gì. Mẹ cho cậu ta ra ngoài làm việc. Cậu ta có thể làm được gì chứ? Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi nấu cơm đi. Ngày mai chỉ ra sẽ tổ chức kỷ niệm thành lập công ty. Đó là một sự kiện rất quan trọng. Quả cáp chuẩn bị đến đâu rồi? Ừ. Con giận Lục Phong mua rồi. Ừ. Lục Phong. Anh mua quả chưa? Anh mua rồi. Anh đã tiêu hết tiền cho người. Nên lúc đi chợ mới phải. Hai. Sao Lục Phong lại vô dụng quá vậy? Ba năm rồi, ngoại trừ giật đồ rồi nấu khi không biết làm gì nữa. Thật không hiểu nổi tại sao ông ấy muốn mình phải lấy anh ấy bằng tiểu vũ à. Cháu và Lục Phong nhất định phải tôn trọng lẫn nhau. Tương lai cả nhà họ kỳ sẽ trông cậy vào cậu ấy. Ngày mai toàn bộ họ hàng của Kim Chính và những phụ đều sẽ đến. Ngoài ra còn có rất nhiều nhân vật máu mặt của Giang Anh không ra. được nói lung tung đâu đấy. Anh hiểu rồi. Chỉ cả có người cười nhạo cậu, cậu cũng phải nhịn cho tôi. Nhánh của chúng ta đã đủ mất mặt rồi. Tôi không muốn vì qua mất mặt thêm đâu. Doanh nghiệp kỳ thị. Hồng Vũ, Aizo. Lục Phong cậu cũng đến à. Trên tay cậu đang cầm thứ rẻ Đây là quà mừng kỷ niệm thành lập công ty Cậu mở thứ rẻ rách này ra Cho mọi người cùng xem đi Không biết Lục Phong rốt cuộc đã mua thứ gì Sớm biết vậy đã mở ra xem trước rồi Đừng nói là Lục Phong lại lần trở thành cho cười của mọi người nhé Bất luận là thứ gì đi nữa Đó cũng là tâm ý của Lục Phong Không thể dùng tiền để đau đếm Cô nhầm rồi Kỳ ra chúng tôi mặc dù không phải gia tộc hào mua gì Nhưng tuyệt đối cũng không phải loại thấp kém gì ở một dịp quan trọng như thế này, nhớ cậu ta lôi ra mấy thứ rắc rưởi, không ra thể thống gì thì sao, rồi lại bôi nhọ, danh tiếng của kỳ gia tôi thì sao, mở ra. Kỳ Hồng Vũ anh có ý gì? Đây là quà mừng kỷ niệm thành lập, anh có quyền gì mà đòi mở nó ra? Tôi đương nhiên có quyền. Tôi sẽ kiểm tra nó trước, nếu như phát hiện ra thứ rác rưởi gì thì tôi sẽ tiện tay quăng nó đi luôn. Đang có rất nhiều khách ở bên ngoài, mấy người cãi nhau lộn xộn trong này còn ra thể thống gì nữa ba? Con kể ba nghe, nhà họ ra đến từ tỉnh phía Bắc Kim Châu, đã tặng một tượng góc bằng vàng, sau đó, nhà họ Ngọc ở Giang đã tặng cho chúng ta một bức họa có bức tích thực của Vương nhưng không biết. Nhánh bên của nhà ta, nhánh kỷ Ngọc, sẽ tặng cho chúng ta thứ gì đây? Nghe con nói như thế. Vậy chúng ta cứ chờ xem sao. Con cũng nghĩ như vậy. Mở ra đi chứ. Ba. Tên vô dụng lục phong này, một ngày quan trọng như hôm nay, vậy mà cậu ta lại đem tặng một con tỷ hưu. Ba xem có coi được không? Tỷ hưu. Loại thú dữ này, Tượng trưng cho việc chỉ vào không gian, nuốt chửng mọi thứ. Cậu tặng thứ này cho chúng tôi là đang thể hiện ý muốn nuốt sản nghiệp của kỷ gia tôi đúng không? Muốn nắm quyền sở hữu kỷ gia chúng tôi đúng không? Lục phong, gia tâm của cậu cũng lớn quá nhỉ? Con tỳ hưu này không phải cái mà mình đã mua ở tiệm Trạm Ngọc, rốt cuộc đã bị ai đánh cháo? Lục gia mang quà chúc mừng đến. Giang Nam còn có một nhà họ Lục nữa sao? Xin hỏi ông đây là quản gia kỷ niệm thành lập công ty kỷ gia. Lục gia chúng ta đương nhiên phải đến chúc mừng. Ngoài ra, là đến để trả nợ thay cho tiểu thiếu gia, trả nợ cho tiểu thiếu gia, kỷ niệm thành lập công ty kỳ gia. Đây là quà chúc mừng của chúng tôi, tỷ hưu trạm ngọc phỉ thúy. Đây là cái gì? Xin lễ 999 vạn, xin lễ 999 vạn. Đúng vậy. Thiếu gia nhà họ lục chúng tôi sắp nên duyên với thiên kim nhà họ kỷ. Sao có thể thiếu sinh lễ cho được? Ngọc Trạng Thủy Thúy này là quà chúc mừng cho kỳ gia các anh, còn xin lễ 999 là để trả nợ cho tiểu Thiếu gia, còn lại tôi sẽ không nói thêm nữa, tôi chỉ phụ trách đưa đồ đến. Những chuyện sau đó, tiểu Thiếu gia sẽ đích thân đến nói chuyện với các anh hỏi tiểu Thiếu gia là. Đến lúc đó anh sẽ biết. Xin phép cáo tử, hư, không lẽ lục gia muốn dùng cách thức này để bù đắp cho mình để mình hồi tâm chuyển ý quay về lục gia sao xem ra con tỳ hưu ngọc trà kia cũng là do lục gia trao đổi các người tưởng chỉ với chừng đó đã đủ để lục phong tôi quay đầu chắc các người nhầm rồi không biết là thiên kim nào của mình. đã được lục gia nhìn trúng. còn ai vào đây nữa chắc chắn là tôi rồi đủ rồi đừng nói nữa hồng vũ con qua đây ba à, ba nhìn con tỳ hưu ngọc màu sắc này ánh sáng này phải gọi là cực phẩm của cực phẩm tỳ hưu tượng trưng cho việc giữ nhà tiền vào như nước lục gia này chi mạnh tay thật đấy đúng là hàng tốt ê Lục Phong, hình như cái này với cái anh là một cặp thì phải. Cái này thì liên quan gì đến Lục Phong? Không lẽ cô cho rằng thứ rẻ rách mà Lục Phong tặng kia có thể sánh ngang với cái này chắc chẳng biết Lục Phong đã mua nó ở hàng vỉa hè nào nữa. Đúng, tôi chính là mua ở hàng vỉa hè đấy. Mọi người đừng nói nữa. Nếu Lục Gia đã tặng, sinh lễ, chắc chắn vẫn còn chuyện sau đó. Chuyện quan trọng thế này, chúng ta phải bàn bạc thật kỹ lưỡng, phải thông báo cho Lão Thái Thái biết. À đúng rồi, tuyết vũ à, sau đó không còn việc của cháu nữa rồi về đi. Đúng thế, thế sự, anh chuyện anh này đã không còn liên quan đến nhà các cô nữa rồi. Chị họ này, đừng nói là chị đang tưởng tiểu thiếu gia của lục thiếu. Phụ nữ đã có gia đình như chị nhé, đi. Kêu ông đi là ông đi ngay à? Ai? Nhìn thấy chưa hả? Lục gia nhà người ta chỉ riêng xử lễ đã lên đến cả nghìn vạn. Còn tiểu vũ khi đó thì sao? Đến một xu cũng không có. Nếu không phải ông như nhược thì lão gia lúc đã không bắt con bé phải gả cho tên vô dụng này. Tiểu vũ xinh đẹp như thế, lẽ ra phải gả vào hào môn để chúng ta được nào ngờ lại gả cho tên vô dụng này. Thăng thu vân tôi không biết đã tạo nghiệp gì rồi không? Bà cũng phải suy nghĩ cho. Mặt mũi của kỳ gia mặt mũi cái gì mà mặt mũi? Mặt mũi của kỳ gia các ông không liên quan chút gì đến tôi hết. Ăn 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 ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Có khác gì người câm không chứ? ngày mai để tiểu vũ ly hôn với lục phong đi lão già đã nói cho dù xảy ra bất cứ chuyện cũng không được để hai đứa nó ly hôn lục phong tuyệt đối không phải người tầm thường các con nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy tương lai của kỳ gia còn phải trông cậu và cậu ấy con hiểu rồi ông lại tính dùng lại chiêu cũ nói cậu ta không người tầm thường chứ gì người tầm thường cái khỉ gì tôi thấy cậu ta còn vô tích sự hơn cả ông nữa theo tôi thấy cậu ta chính là sao trời rút đen đuổi về nhà cậu ta thì cũng đang ngay còn lây cho cả nhà chúng ta bây giờ còn giống như một con một bám lấy người tiểu vũ làm hỏng cả một đời của tiểu vũ ông không thương con gái nhưng tôi thương nó tôi nói cho ông biết kỳ ngọc thụ ngày mai mà ông không cho tiểu vũ ly hôn thì chúng ta ly hôn mẹ hai người không cần cãi nhau nữa con sẽ ly hôn với tuyết vũ cậu nói cái gì cậu nói thật chứ bởi vì con mà kỳ ra phải chịu sỉ nhục hơn nữa còn để tuyết vũ phải chịu ủy khuất vậy thì con sẽ rời được cậu cứ đợi đấy tôi đã chuẩn bị xong cả rồi ký tên đi ký luôn bây giờ cho tôi Em không muốn ly hôn. Tiểu Vũ con điên rồi à? Với điều kiện của con, có rất nhiều chàng trai trẻ cho con thỏa sức lựa chọn. Có gì phải đi theo tên vô tích sự này, lãng phí thời gian. Ba năm qua, mặc dù nói Lục Phong không làm được gì, nhưng mẹ thử nhìn xem, chuyện lớn bé trong nhà đều do một tay anh ấy lo liệu buổi sáng khi con còn chưa thức giấc. Thì anh ấy đã làm xong bữa sáng cho con. Trong lúc con ra ngoài đánh mặt trượt, cũng là anh ấy giật sũ nấu cơm mà không một lời than vãn hay trách móc. Lúc con tăng ca đến tận 12 giờ đêm mới về, anh ấy còn đến tận nơi đưa cơm cho con. Ba năm qua, mặc dù anh ấy chưa làm được gì lớn lao, nhưng con không hề ghét bỏ anh ấy. Lục Phong nếu cậu yêu Tiểu Vũ thật lòng, thì đừng kéo chân con Ký tên mẹ. đi. Tuyết Vũ, chỉ cần em muốn, thì cho dù là có phải hái sao trên trời, thì Lục Phong anh cũng sẵn sàng hái xuống vì em, đưa hai tay ra trước mặt em, cho dù là cả thiên hạ này. Anh cũng sẵn sàng dành lấy cho em. Những lời anh nói đều là thật sao? Đều là thật chỉ cần em gật đầu đồng ý, lục phong anh sẵn sàng trao mọi thứ cho em. em không cần hái sao trên trời, cũng không cần thiên hạ này, chỉ là em không bị người khác coi thường nữa. không muốn chịu đựng những lời châm biếm, chế giễu. em muốn những kẻ coi chúng ta kia biết rằng họ đã nhìn nhầm người rồi. được. phong thiếu gia, cậu thật sự đã quyết định trở về lục gia rồi. con tỳ hưu chạm ngọc đó là gia tộc kêu anh trao đổi đúng không? đúng vậy, gia tộc cho rằng hai con tỳ hưu giống hệt nhau cộng thêm với những lời mà người gửi ám thị có lẽ bọn họ sẽ nghĩ đến phong thiếu gia cậu phong thiếu gia gia tộc nói chỉ cần cậu đồng ý quay về thì những khổ cực trước đó ngài phải chịu đều sẽ không phí công bộ. một kẻ nay đây mai đó như tôi khiến lục gia phải bận tâm rồi phong thiếu gia chuyện của ba năm trước quả thực không công bằng với cậu nhưng cậu chính là người thừa kế được công nhận của lục gia chỉ cậu mới có đủ tư cách để kế thừa tài sản của lục gia những thứ này đều là thứ mà người khác nằm mơ cũng muốn nhưng coi, lại không thể với tới. Đúng vậy. Trong mắt họ, chỉ là bất công 3 năm mà thôi. Nhưng lục phong tôi sao có thể quên. Trong khi tôi xa cơ lỡ vận, nếu không nhờ có ân tình của kỳ lão gia, e là tôi đã bỏ mạng ở bên ngoài từ lâu. Và cũng không có ngày này. Không có lục phong ngày hôm nay. Ngồi đây nói chuyện với anh, lão lưu. Những người thân cận với tôi trong lục gia này rất ít. Anh là một trong số đó. Tôi hy vọng anh sẽ không tẩy trắng cho lục gia nữa. Những gì lục gia nợ tôi, tôi sẽ đích thân lấy lại chứ không dựa vào bố thí của các anh. Phong thiếu gia, Lục gia sẽ thành lập một công ty mới ở Giang Nam và do cậu toàn quyền phụ trách. Đây là bài kiểm tra mà gia tộc dành cho tôi đúng chứ? Thậm chí đã đến lúc này rồi, vẫn không tin năng lực của Lục Phong tôi đúng không? Vậy các người hãy mở to mắt lên mà nhìn cho rõ. Kẻ mà các người luôn cho là vô dụng, Lục Phong tôi đây rốt cuộc có năng lực đó hay không? À đúng rồi, những gì mà tôi làm, không phải vì Lục gia mà là vì cô ấy, vì những lời mà cô ấy đã nói hôm nay, chưa từng bỏ rơi tôi suốt 3 năm qua. Doanh nghiệp kỳ thị. Lục gia này, chỉ là sắp mở một công ty thôi mà. Có gì to tát đâu, mà đến cả bà cũng phải à, em không biết rồi, gia tộc siêu lớn mạnh này, chỉ cần có bất kỳ biến động nào, thì cả giới kinh doanh đều sẽ xảy ra động đất theo bọn họ đã thu mua lại toàn bộ phát triển của quận bắc giang nam chỉ cần chúng ta có một chút mối liên hệ với công ty mới của anh ta là bất động sản phong vũ thôi thì sự nghiệp của chúng ta sẽ lên như diều gặp gió ngay bình thường em bớt chút thời gian tra điểm làm đẹp chú tâm vào công ty hơn thì chúng ta đã phát tài từ mấy đứa nói lục gia ở mã đô với lục gia đưa sinh lễ mấy hôm trước có liên quan gì đến nhau bà ơi cho đang nghĩ bọn họ chắc chắn là một lục gia người đến đưa sinh lễ chắc chắn là lục gia ở mã đô nếu không bà nghĩ anh ta lấy đâu ra tiền mà chi mạnh tay nếu đã có mối quan hệ như vậy vậy tại sao chúng ta không tận dụng nó để đi đàm phán với bất động sản phong vũ. Lục Phong nói, nếu như có cơ hội hợp tác với bất động sản phong vũ, thì phải cố gắng nắm bắt, rốt cuộc có nên tin anh ấy không đây, kỳ ra nhà ta bao nhiêu người như thế. Vậy mà không có lấy một người, dám đi đàm phán làm ăn với Lục ra sao, bà ơi, hay là để cháu đi cho. Cháu sao? Kỳ tuyết vũ, cô tưởng cô là ai hả? Bất động sản phong vũ không, không phải công ty nhỏ bé gì. Cô đến đó không sợ, làm mất mặt kỳ ra sao? cô muốn thể hiện bản thân trước mặt bà đến vậy cơ à có cái bản lĩnh này ấy sao không đi tìm một ông chồng tốt hơn đi hữu dung em không thể nói như vậy dù gì chúng ta cũng là người một nhà kỳ tuyết vũ còn là người phụ trách ở công trường của chúng ta đúng không nào tuyết vũ này không phải cô vẫn luôn cho rằng công ty đối xử bất công với cô sao bây giờ cho cô cơ hội cô phải cố mà nắm bắt được tôi sẽ cố gắng rất tốt nhớ kỹ đây là cô tự nói đấy nhé nếu cô không làm được thì lập tức từ chức khỏi mọi vị trí trong công ty rồi ở yên trong nhà đi nhé nếu cô ấy làm được thì sao không thể nào Lục Phong, kỳ ra chúng tôi đang họp nội bộ. Ai cho phép kẻ vô tích sự như cậu? Tôi không hứng thú với cuộc họp của các anh. Tôi đến đây là để đón vợ tôi về nhà. Được. Cô ta ở đấy, đón cô ta về lễ. Ấy. Anh còn chưa nói. Nếu như Tuyết Vũ làm được thì sao? Anh tính làm thế nào hả? Ý cậu là sao? Có qua mà không có lại thì bất lịch sự lắm. Tuyết Vũ không làm được thì phải nộp đơn xin từ chức. Nếu như Tuyết Vũ làm được, thì anh cũng phải nộp đơn từ chức đúng không? Nhưng lại chức tổng giám đốc cho Tuyết Vũ. Anh dám cực không? bao nhiêu người đợi suốt mấy ngày trời thậm chí còn chưa bước bất động sản phong vũ đây là cơ hội tốt để kỳ tuyết vũ khỏi kỳ gia. được tôi sẽ cược với cậu được bà xã chúng ta về nhà thôi lục phong anh nóng vội quá đấy sao em lại đi tin lời nhận mơ hỗn độn này về tay cơ chứ kỳ hồng vũ muốn đuổi cổ em khỏi từ lâu lắm rồi anh thấy đấy giờ anh ta đã tìm được cơ mẹ em nói đúng anh chính là đầu ăn hại không phải em nói bọn họ có mắt không chồng sao đây chính là một cơ hội để chứng minh nhưng nếu em không làm được thì phải làm sao? Đến lúc đó em sẽ bị mọi người cười Anh nào. đã nói, những gì em muốn anh đều sẽ. Dâng bằng hai tay lên trước mặt em. Anh có một người bạn, đang làm ở bất động sản phong vũ. Anh còn có một người bạn. Dâu có như vậy à? Ngày mai em cứ đến đó sẽ biết. Lên xe đi. Đợi khi nào em kiếm chúng ta mua một chiếc xe nhé, để sau này anh không phải chịu bão táp mưa xa nữa. Được. Anh ra ngoài có chút việc, anh đi một lát rồi về ngay. Đây chính là sản nghiệp đầu tiên của Lục Phong mình sao? Rồi. Đây không phải thằng con rể nhà Kỳ ra sao? Chúng tôi đã ở đây đợi suốt mấy ngày mà vẫn không giám đốc của bất động sản Phong Vũ đâu. Chẳng lẽ hắn cũng muốn ăn chia miếng bánh này bất động sản Phong Vũ mà tiếp đón? Mới là lạ đấy. Giám đốc của chúng tôi hôm nay không tiếp khách. Nếu anh có việc gì thì hẹn gặp ngày mai nhé. Tôi không đến gặp tổng giám đốc, tôi đến gặp Lưu Vạn Quán. Anh muốn gặp tổng tài, anh đã có hẹn trước chưa? Cậu nói với Lưu Vạn Quán là có Lục Phong đến gặp. Anh ta sẽ cho tôi vào. Anh muốn gặp tổng tài thì phải có hẹn trước mới được. Cậu kiểm tra danh sách hẹn trước theo cấp bậc sẽ có tên lục phong alo kiểm tra danh sách hẹn trước theo cấp bậc của tổng tài xem có ai tên lục phong không tôi hiểu rồi hẹn trước năm sao mau mời anh lục vào trả. cuộc hẹn năm sao ư rất xin lỗi anh lục mời anh đi bên này tôi có đang hoa mắt không thế cậu ta vào đấy bằng cách nào chính là con rể bất tài lục phong của nhà họ kỳ đó mà sao cậu ta có thể được mời vào trong chứ tổng tài của bất động sản phong đâu phải cứ ai muốn gặp là gặp được đâu tiểu thư gia Cậu đến đây có chuyện gì ạ? À? Cậu đến sao không gọi trước cho tôi để tôi cho xe đi đón cậu? Có chuyện gì cũng dẫn do tôi qua điện thoại là được. Ôi trời lão lương, anh không cần khách sáo thế đâu. Anh chính là người đã dõi theo tôi từ bé đến nữa chúng ta không cần câu nệ như thế đâu. Có một số chuyện tôi muốn gặp anh trực tiếp để tiện cho cô ấy chính là Kỳ Tuyết Vũ. Người lúc trước tôi từng kể với anh, ngày mai cô ấy sẽ đến đàm phán hợp tác. Anh cứ bật đèn xanh cho cô ấy là được. Tiểu thiếu gia, cậu yên tâm, tôi chắc chắn làm theo cậu nói. Tiểu Vũ, có chuyện gì với con vậy? Một củ khoai tây nóng bỏng mà con cũng dám nhận. Hay là con chê nhà, nhà ta chưa đủ mất mặt. Nếu con không làm được thì sao? Con cũng không phải loại ngốc. Vậy tại sao lại làm ra? Chuyện ngu ngốc như thế hả? Tiểu vũ. Chuyện lần này quả thật con đã. Suy nghĩ quá bốc đồng. Hoang đường. Đúng là hết sức hoang đường. Bây giờ con lập tức đi nói lại với kỷ nữ ta không nhận vụ này nữa. Làm vậy không ổn đâu ạ. À? Mẹ không cần biết ổn hay không. Mẹ cũng không cần biết con đang nghĩ gì. Chuyện này, tuyệt đối không được. Mẹ là con đã kêu tuyết vũ làm lục phong cậu được lắm tôi đã nhìn ra từ lâu rồi cậu không muốn thấy thực nhà chúng tôi sống yên ổn đúng không chính vì cậu nên chúng tôi mới kỳ ra coi trọng ba năm qua chúng tôi đã phải chịu bao nhiêu bất công đến nay tuyết vũ dựa vào nỗ lực của bản thân không dễ gì mới có được chút thành tựu ở doanh nghiệp kỳ ra vậy mà cậu lại sử dục nó trận cá cược này của tuyết vũ chắc chắn không thua cậu có tư cách gì mà nói những lời đó cậu dựa vào đâu mà tự tin quá vậy dựa vào tôi là lục phong cậu cậu liệu ngày mai em có làm được thật không người bạn đó của anh đáng tin cậy chứ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu ngày mai anh sẽ cùng em qua đó lục phong anh đoán vị đại thiếu gia của lục gia kia rốt cuộc đã nhìn chúng ai rồi đưa sinh lễ nhiều như thế không biết ai sẽ có được phúc phần này đây nói không chừng là nhìn chúng em đấy nhìn chúng em á nhìn chúng em thì em sẽ ly hôn sau đó gả cho lục thiếu gia kia không sao em cứ việc gả à. dù gì cũng là gả cho anh doanh nghiệp lục thị lục phong anh nói liệu em có làm được không em đi đi anh ở đây đợi em. Xin ừ. hỏi cô là cô kỳ đối ứng ừ, đúng là tôi. Tổng tài của chúng tôi đang đợi cô. Tổng tài đợi tôi ư? Ừ. Đúng vậy, mời cô. Xin chào Lưu Tổng. Tôi là kỳ tuyết vũ của tập đoàn kỳ thị. Hôm nay tôi mang đến kế hoạch dự án của công ty chúng tôi. Sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua với anh. Công ty chúng tôi ngoài lĩnh vực nhà đất, đồ ăn còn có. Hôm nay ở ngoài nắng to như thế, cậu còn là người thừa kế của doanh nghiệp lục gia thân thể quý giá của cậu phải phơi nắng bên ngoài kia lòng tôi đây nóng như lửa đốt lưu tổng hà à cô nói tiếp đi vậy tôi xin phép để bản kế hoạch dự án lại đây khi nào anh rảnh không bận việc gì thì mở ra xem nhé tôi xin phép không làm cô kỳ cô đợi một lát mang qua đây đây là bản hợp đồng mà bất động sản phòng chúng tôi đã biên soạn cô cầm về xem qua một lượt nếu không có ý kiến gì nữa thì cô có thể ký tên ha à, cảm ơn lưu tổng đã cho tôi cơ hội này hợp tác vui vẻ à hợp tác vui vẻ Cô kỳ, cô có thể cầm hợp đồng, đồng, đồng về nếu cô có, có, có bất có cứ yêu cầu gì, chỗ chúng tôi có thể sửa lại đồng bất cứ lúc đồng nào. Xem ra em đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng em nhé. Đồng đồng đó là đương nhiên, với tài ăn nói của bổn tử thư đây chỉ là chuyện trong tầm tay. Đúng thế, em là giỏi nhất. Hôm nay thật vui quá đi, thật sự rất rất vui luôn ấy. Đây chỉ mới là bắt đầu, sau này em sẽ còn vui hơn nữa. Bằng mọi giá phải lấy được đơn hàng này. Super đỗ xe ở phía trước. mấy cơ đến mua xe. Cậu nói cái gì? Tôi nói tôi muốn mua xe. Chọn cho tôi cái nào khoảng 500 cảm ơn cậu nhé đừng gây rắc rối cho tôi nữa tôi cho cậu 200 tệ cậu qua đại lý xe mà chơi với họ nhé lái cái xe điện rất này mà cũng đòi đến đây mua xe, xe mà dễ bán như thế thì tôi đã giàu to từ lâu rồi hay là anh để tôi tiếp đón vị khách này cho khách này dẫn khách đi xem xe là chuyện nên làm mà ôi trời cô lưu cô đến rồi hả à. cái này được đó mắt nhìn của anh tốt thật đó mẫu xe này rất được các bạn trẻ săn đón và chiếc xe này cũng nằm trong ngân sách dự kiến của anh độ thoải mái và cảm giác khi lái xe đều rất phù hợp với yêu cầu của anh. đây cậu kia, bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra. À, cô Lưu Hạ, à. đại lý xe các người làm ăn kiểu gì đấy? Các người dám cho một tên tùy tiện động chạm vào chiếc xe tôi đặt trước hả? Trời hạ, kinh tởm chết được. Đây là xe mới của tôi. Mong anh thông cảm. Chiếc xe này quả thực đã được cô Lưu đặt trước. Vậy tôi lấy chiếc khác, cậu lấy chiếc khác á? À? Cậu tưởng cậu đang mua xe đạp hay gì? Chỉ dựa vào cậu ư? Đây là xe BMW kép đấy. Đứng lại. Đã sờ xe tôi. Còn muốn đi? Đừng tự giúp phiền phúc về mình. Giúp phiền phúc. Hôm nay tôi chính là muốn gây sự với cậu đấy. Cái tay bẩn này đã sờ còn vào muốn bỏ chạy. Hôm nay cậu chưa xong với xe của cô. Xe của cô thì sao cô không Từ anh? Là, chiếc xe này cô lưu đã trả trước tiền cọc nên có quyền ưu tiên mua nó. Thật sự rất xin lỗi anh. Hừ, đã nghe rõ chưa hả? Quyền ưu tiên mua hàng. Loại người như cậu vĩnh viễn cũng đừng hòng tận hưởng. Đã quyền ưu tiên mua hàng, tôi cũng không cần. Tôi mua chiếc này. Cậu tưởng cậu là ai hả? Chiếc xe này tôi đã cọc trước rồi. Chiếc xe này là của tôi. Cậu không có tư cách mua nó. Cô chỉ mới cọc miệng thôi. Chứ chưa trả trước tiền cọc xe. Chắc cô đã có gì đó với hợp đồng rồi. Vậy bây giờ cô có thanh toán số tiền còn lại không? Vậy tôi sẽ trả luôn 100.000 tiền cọc. Hoặc tôi sẽ trả góp được không? Hết cơ hội rồi. Chiếc xe này tôi sẽ trả hết. Cậu mà cũng đòi trả thẳng tiền xe ư? Tôi mua nó, trả hết 100%. Tôi muốn mua chiếc này. Vâng thưa anh Lục, tôi lập tức làm thủ tục lấy xe cho anh. Tiểu Lưu cô đi làm việc khác đi, để tôi đi làm thủ tục cho anh đây, liên quan gì đến anh, người tiếp đón tôi là cô ấy, thưa anh là thế này. Vì anh là khách quý, nên tất nhiên sẽ tổng giám đốc đích thân tiếp đón, tôi còn có thể ưu đãi cho anh, anh có thể ra bên này ngồi nghỉ một lát. Ưu ừ đãi à, tôi không cần, tôi chỉ cần cô ấy làm thủ tục thưa anh, thật ra ai làm thủ tục chỗ đều như nhau, tôi còn có thể xin ra nhìn tệ cho anh, anh thấy sao? Nếu không phải là cô ấy làm thủ tục cho tôi mà là người khác, tôi sẽ không mua nữa, cô đi đi, tôi muốn lấy xe càng sơn thưa anh lục, không được, tôi có quyền ưu tiên mua chiếc xe này. Chiếc xe này là của tôi. Chỉ là một tên nhà giàu mới nổi thôi mà. Mười mấy vạn chỉ là chuyện tôi đây không thiếu. Bà cô của tôi ơi, cô có biết anh ấy là ai không? Nhìn mặt giống một tên nhà giàu mới nổi, chắc là thuộc diện mới được đền bù giải phóng mặt bằng. Đừng nói nữa, cô qua đây. Tôi nói cô nghe, cô nhìn thấy tấm thẻ trong tay anh ấy chưa, không có hạn mức. Chi tiêu tới mỗi năm từ vài trăm vạn trở lên. Cô thử nghĩ mà xem, người có tấm thẻ này sẽ là nhân vật lớn anh lục. Tôi đã làm xong thủ tục cho anh. Ngày mai anh có thể đến lấy xe được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn cô nhé. Người này thật kỳ lạ. Nhà của Kỳ Tuyết Vũ. Con gái, lần này con lấy được đông của bất động sản Phong Vũ. Mẹ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Mẹ vui lắm. Thật ra lần này có thể hợp tác thành công với tập đoàn Phong Vũ là nhờ công lao không nhỏ của Lục Phong anh ấy có quen một người bạn, làm trong tập đoàn đó, nên là, mẹ đừng suốt ngày nói anh ấy nữa, cậu ta giúp con á, cậu ta tưởng cậu ta là ai, cậu ta tưởng cậu ta họ lục, thì có dây mơ dễ má gì, với lục ra ở ma đô kia chắc, tất cả là nhờ con gái của mẹ, vừa có năng lực lại có tài ăn nên mới lấy được hợp đồng mà. Bao người ao ước này, cũng phải, mẹ đã coi thường Lục Phong suốt 3 năm qua, sao có thể thay đổi suy nghĩ chỉ trong chớp mắt được, có lẽ bất động sản phong vũ, để mặt tiểu thiếu gia, nhà họ Lục, nên mới hợp tác với kỳ gia, mình chẳng qua là được hưởng cái thôi. Được được, Hạ Lam, được, vậy ngày mai tớ mời cậu đi ăn. Bye bye. Lục Phong, hửm, ừ. ngày mai anh đi dạo phố với em được. Đi dạo phố với em, dạo phố với đi ăn nữa anh. Được. Đúng lúc ngày mai anh có bất dành cho em. Ừm. Đây là bản hợp đồng của tập đoàn Phong Vũ. Tôi đã ký tên lên nó. Cô giải quyết được nó thật sao? hợp đồng này chắc chắn có vấn đề hợp đồng tôi cứ để đây nếu anh vẫn không tin có thể nhờ bộ phận pháp lý kiểm tra tôi còn có việc phải đi trước rồi nhìn thấy rồi chứ kỷ tuyết vũ muốn thay thế vị trí của anh đấy hữu dung chuyện này em tạm thời đừng nói với lão phu nhân vậy thì phải làm sao chỉ cần lão phu nhân không nhúng tay vào thì cả công ty này anh nói đen thì là đen nói trắng là trắng anh nói hợp đồng này là do kỳ hồng vũ anh ký thì chính là kỳ hồng vũ anh ký cô ta làm gì được anh đâu chứ lão phu nhân vốn dĩ cũng chẳng nhà chú hai. Chuyện của công ty để anh lo liệu. Cô ta muốn cướp vị trí của anh ư, ừ, đúng là nực cười. Đúng, cô ta chẳng qua chỉ ăn may thôi. Ngay từ đầu lục ra, đã mang xin lễ đến cho kỳ gia chúng ta. Em đoán chọn đại một người trong chúng ta, cũng có thể giành được hợp đồng này, chứ đâu cần đến cô ta. Bây giờ anh đã tưởng tượng ra, cảnh kỳ tuyết vũ anh cầm bút ký kết với bất động sản phong vũ luôn rồi. Ôi trời! Anh còn phải cảm ơn kỳ tuyết vũ đấy. Anh đứng dựa vào xe người ta làm gì? Sao thế? May là không việc gì, lại còn là xe mới nữa chứ chắc con này cũng phải tầm mười mấy vạn chủ xe chắc hẳn rất trân trọng nó công ty có người mới mua xe à không ngờ xe thật ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa xe điện của chúng ta đâu anh từ nay về sau chúng ta không cần lái xe điện không lái xe điện thì lái cái gì hay anh muốn lái chiếc này anh lái nổi không chiếc này anh lái được em còn nhớ hôm qua anh sẽ cho em một bất ngờ không chiếc xe này là được rồi đừng ngây ra đó nữa lên xe đi anh thắt dây an toàn giúp em lục phong anh nói thật với em đi chiếc xe này rốt cuộc có phải của anh không nếu anh nói là anh mua thì em có tin không? Tất nhiên là không. Chiếc này loại có cấu hình thấp nhất, cũng phải 30 vạn đổ lên. Em thấy chiếc này, ít nhất cũng phải hơn 40 vạn. Anh lấy đâu ra, hơn 40 vạn đi mua xe chứ? Em tất nhiên không tin. Chiếc xe này anh mượn cũng lái vài ngày. Chúng ta đi đâu đây? Chúng ta có hẹn với Hạ Lan. Em đi thay quần áo, sau đó chúng ta sẽ dùng bữa cùng chiếc xe này. Cũng không đáng là bao. Đợi khi nào để kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Anh sẽ tặng cho em một bất ngờ lớn. Năm đầu tiên anh đã mời em ăn một bát mì hành hoa. Năm thứ hai, anh đã tặng cho em một dây biết là của hãng nào. Năm nay, thôi bỏ đi, em thấy mấy thứ lãng mạn như rượu vang rồi hoa hồng này kia chắc chẳng liên quan gì đến em. Anh nói thật đấy. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta, anh nhất định sẽ dành cho em một bất ngờ lớn. Mượn xe của người ta thì phải cẩn thận một chút, nhớ làm hỏng xe người ta chúng ta đem yên tâm. Ê Tuyết Vũ, bên này bên này. Lam Lam, chúc mừng cậu nhé Tuyết Vũ. Không ngờ cậu có lấy được hợp đồng lớn như thế, cậu đúng là giỏi thật đấy. Đâu có, thật ra lần này may mà có Lục Phong giúp đỡ. Lục Phong, ông chồng vô tích sự đó của cậu á. Chuyện này thì liên quan gì đến anh ta? Đây là, à, đây, đây chính là Lục Phong. Anh ta chính là Lục Phong sao? Quả nhiên là đồ bất tài làm người ấy phải tự biết thân biết phận thật không hiểu nổi anh ta hủy hoại người khác thì có ích lợi gì với bản thân nữa ai ra cậu đừng nói nữa chẳng phải vẫn còn một bạn nữ cô ấy đâu chắc sắp đến rồi hôm nay cô ấy vẫn phải đi làm vì thiếu do mua xe hôm qua hôm nay đến lấy xe nên là cô ấy phải làm xong hết giấy tờ rồi mới xin nghỉ qua đây được thiếu ra gì thế mua xe thôi mà cũng thành thiếu ra được à cậu không biết đó thôi người ta lái xe điện đến mua xe ăn mặc rất giản dị Nói một cách khó nghe hơn thì là không khác gì người bán hàng rong. Lúc anh ta mới đến đại lý xe, bạn tớ còn tưởng anh ta là người giao hàng nữa kìa. Sau đó, anh ta sờ vào chiếc xe có người đặt trước, sau đó bị khách hàng đó chê, bốc mùi. Vì khách đó còn ngăn anh ta lại không cho anh ta đi. Nói là anh ta đã làm bẩn xe của cô ta. Kết quả là, cậu thử đoán chuyện gì sẽ xảy ra sau đi. Kết quả, người ta trực tiếp lôi từ trong túi ra tấm thẻ đen không hạn mức. Giám đốc của họ nói, tấm thẻ này cả nước chỉ có vài người sở hữu. Sau đó anh ta giúp chiếc xe của người đã mắng anh ta trước đó mua đứt chỉ trong vài giây. Cậu thấy có ngầu không? Lúc tớ nghe cậu ấy kể, cũng thấy sốc ngang như cậu. Vậy tại sao anh ấy phải khiêm tốn? Nếu anh ta đã giàu có nhưng, có thể rất khoác chi ra cả chục vạn, vậy tại sao anh ta còn lái xe điện rồi là? Ăn mặc như người bán hàng rong ai mà biết được. Có khi là do người ta thích khiêm tốn chăng? Cũng có thể là có nguyên do khác giống như trong cuốn tiểu thuyết mà tớ đang đọc mấy hôm nay nhân vật chính trong đó cũng rất khiêm tốn nhân vật chính đó hình như là thiếu gia của một đại gia tộc kết quả lại trở thành con rể ở rể nhà người ta bị nhiều người chê cười nhưng thật ra anh ta không hề để tâm đến đám người đó vậy theo cậu tại sao nhân vật này lại phải khiêm tốn như thế là muốn đám người kia tự vào sao cái này cậu không hiểu rồi ngoài kiểu phú nhị đại độc đoán kiêu ngạo kia ra vốn dĩ chẳng là cái thá gì phú nhị đại thật sự ấy đều rất khiêm tốn người ta làm như thế ắt hẳn có lý do anh ta muốn nhìn rõ bản chất thật sự của những người bên cạnh một khi để lộ ra thân phận cao quý tất cả mọi người đều sẽ tâng bốc và su nịnh anh ta hoàn toàn không thể nhìn ra ai mới là người thật lòng ông tớ trước khi qua đời cũng từng nói như vậy người bên cạnh con lúc huy hoàng chưa chắc đã là người thật lòng với con nhưng người bên cạnh con khi con xa cơ lỡ vận chắc chắn là người thật lòng với con đúng thế nhưng cậu nhìn qua lục phong làm gì chẳng lẽ cậu đang kỳ vọng anh ấy cũng là thiếu gia của đại gia tộc nào đó à không phải tớ không có ý đó Nói mới nhớ sao cô ấy Vẫn chưa đến nhỉ Tớ còn đang định hỏi xin cô ấy. Phương thức liên lạc của vị thiếu gia kia Để làm quen một chút Tớ tưởng cậu bảo không thích phú nhị Ôi trời Ý tớ là tớ không thích mấy kiểu Phú nhị đại thích hay kêu căng khoe mẹ ấy Nhưng phú nhị đại này không giống vậy Ê cậu biết không Lúc đó là bạn tớ đã tiếp đón anh ấy Cuối cùng tên giám đốc kinh doanh kia muốn cướp công Mà nghĩ kế giảm giá, giá vị thiếu gia kia Một vạn kết quả vị thiếu gia kia còn không buồn để tâm đến anh ta thì quyết để bạn tớ làm thủ tục giấy tờ giảm giá một vạn kia anh ta cũng không cần luôn cậu nói một người như thế thì tính cách sao có thể tệ được nghe cậu nói như thế hình như người đó cũng không quá tệ ế lưu hân sao cậu đến muộn quá vậy tớ với tuyết vũ đợi cậu nãy giờ hôm nay vị khách đó qua lấy xe tớ phải chờ anh ấy lấy rồi mới chạy qua đây được để các cậu đợi lâu rồi trời đấy sao lại là anh ấy à đúng rồi quên mất không giới thiệu với cậu đây chính là chồng của tuyết vũ lục phong chính là cái tên bám váy phụ nữ đó chào cô lần đầu gặp mặt mong được giúp đỡ thêm chào anh cậu không phải khách sáo với anh ta ông chồng ở rể nhà tuyết vũ mà thôi à đúng rồi vị thiếu gia hôm qua sau đó thế nào nữa cậu có số của anh ấy không cho tớ số đi tớ kết bạn wechat à anh tớ không có cậu được lắm lưu hân Đừng nói là cậu định giữ riêng cho mình đấy nhé. Được rồi, được rồi, cậu muốn uống gì? Tớ gọi cho. Ê, bánh ngọt của tiệm này cũng ngon làm đó. Các cậu có muốn ăn thử không? Alo, anh đến quảng trường Vạn Đạt rồi à? Bọn em đang ngồi ở quán cà phê phía Bắc. Hạ Lam, có ai sắp đến à? Đợt trước tớ có quen với một phú nhị đại. Anh ấy cứ đòi theo đuổi tớ, xông chết bám lấy tớ. Hết cách nên đành chấp nhận anh ấy thôi. Cậu có bạn trai mà chẳng thấy nói gì với không bằng gì hết. Ai ra, không phải thế. Tớ vẫn còn đang suy nghĩ. Ai được rồi, được rồi. Đúng lúc hôm nay, ba người chúng ta đều đang ở đây. Chấm điểm giúp tớ luôn. Tiểu Lam, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Giới thiệu với mọi người. Đây là bạn của tớ Trương Siêu. Bạn của Tiểu Lam có khác. Quả nhiên khác bọt hẳn. Đúng là người đẹp, thường đi với nhau. Còn vị này là... Trương Siêu, anh không cần có ta là Lục Phong. Là gã ở rể mà em từng kể. Với anh trước đây, thì ra anh chính là Lục Phong sao? Không biết người anh em hiện đang công tác ở đâu. Tôi há? Tài xế của Tuyết Vũ thôi, hả? Ha. ha ha ha. Cứ dứt khoát thừa nhận bản thân bám váy phụ nữ là được. Con bay đặt nói, bản thân là tài xế cho vợ nữ chứ, đúng là nực cười. Thật không hiểu nổi Tuyết Vũ cậu, thích anh ta ở điểm nào nữa, đã không có năng lực gì thì cũng phải cố ra ngoài kiếm việc mà làm đi chứ. Đang ngày cứ dính chặt lấy Tuyết Vũ cả ngày bám váy phụ nữ, rốt cuộc anh ta bị gì vậy? Tôi đi nghe điện thoại một lát thật không hiểu nổi một kẻ không nghề không nghiệp thì có thể có cuộc gọi gì quan trọng đến mức phải vào nhà vệ sinh nghe chứ thú vị thật đất tớ nói cậu này Tuyết Vũ Lục Phong cứ ở nhà suốt ngày không chịu bám phụ nữ như thế mà cậu vẫn chịu được anh ta được à tớ vẫn ổn dù gì trong thời gian dài thật ra tớ đã quen rồi chuyện này mà cậu cũng quen được à việc gì mà cậu phải ủy khuất chung với anh được rồi chuyện này cậu cứ để đấy hôm nay các chị em nhất định phải mở lời dễ dỗ anh ta cho cậu Chỉ ít cũng không được vô dụng như thế được rồi Chuyện này cứ giao cho anh đi. Lát nữa anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu Lục. Tớ cũng vào nhà vệ sinh một lát. Lão Lưu, có chuyện gì thì nói luôn đi. Là thế này, Phong thiếu gia, phía Thủy gia gọi điện thoại tới, nói là bọn họ không đồng ý một số điều khoản và hỏi khi nào có thể tiến hành bước đàm phán tiếp theo nhưng người gọi đến không phải tiểu thư kỳ tuyết vũ mà là một cậu thanh niên tên kỳ hồng vũ tự nhận mình là đại diện ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp kỳ gia từ giờ trở về sau cậu ta sẽ là người phụ trách những việc liên quan đến hợp tác bất động sản phong vũ tôi gọi điện đến là để hỏi phong thiếu gia xem đây có phải là ý của cậu không kỳ hồng vũ này giúp công tiểu đây không phải ý của tôi phong thiếu gia vậy chúng ta cần làm gì tiếp có tiếp tục hợp tác với họ nữa không bất động sản phong vũ ký kết hợp đồng với kỳ tuyết vũ chứ không ký với doanh nghiệp kỳ gia tôi đã hiểu rồi Buổi tối anh ở lại, công ty đợi tôi một lát, tôi muốn bàn với anh về kế hoạch và sinh lễ 999 và kia. Vâng, tôi sẽ đợi thứ ra đến. Chuyện này, không phải chứ? Theo tôi ấy, đàn ông có thành công hay không không quan trọng. Quan trọng là phải biết phấn đấu. Cậu nói có đúng không? Chỉ khi phấn đấu, thì mới đạt đến thành công. Chứ cứ ở nhà ăn bám vợ mãi không ổn lắm đâu một số người ngay từ khi mới chào đời đã là phú nhị đại sở hữu trong tay khối tài nguyên sản nghiệp khổng lồ không cần phấn đấu cũng đã thành công hơn rất nhiều người nhưng anh có phải phú nhị đại không anh cũng không tự xem lại bản thân mình là ai tôi sao tôi không phải vậy thì đúng rồi còn gì cậu không phải phú nhị đại thì chỉ có cách tự mình phấn đấu thôi như tôi đây lúc đầu, cũng là khởi nghiệp từ bây giờ tôi đã có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm. Theo tôi ấy cậu nên tìm một công việc ổn định rồi đi làm đi, chỉ có từ từ đi lên, thì cậu mới có cơ hội để thành công. À đúng rồi Trương Siêu, anh là trưởng phòng của bộ phận, thu mua công ty anh đúng không? Hay là anh có công việc nào phù hợp thì giới thiệu cho Lục Phong đi? Em đang nói công ty Hoàn Vũ đúng không? Anh đã từ chức ở đó rồi. Cái gì? Từ chức? Sao tự nhiên anh lại từ chức? Bởi vì anh đã thông qua ba vòng phỏng vấn của bất động sản phong vũ. Bắt đầu từ nay anh sẽ chính thức đi làm ở bất động sản phong vũ. Cái gì? Anh đã đậu phòng của bất động sản phong vũ rồi. Anh giỏi quá đi. Bất động sản phong vũ mà hai người có phải trong đó có một quản lý cấp cao họ lưu đúng không? Cũng khá có tuổi rồi, quản lý cấp cao họ lưu. Để tôi ngẫm lại xem, bất động sản phong vũ quả thực. Có một quản lý cấp cao họ lưu có điều người đó chính là tổng tài lưu của chúng tôi lưu vạn quán. Đó là nhân vật lớn, hàng đầu của Giang Nam. Cho dù nhân vật hàng đầu của Giang Nam chúng ta gặp anh ấy, cũng chỉ được tiếp đón như bình thường. Lưu Hân, sao tự nhiên cậu hỏi vậy? Chẳng lẽ cậu biết ông chủ của bất động sản phong vũ à? Không phải. Tớ chỉ nghe một vị khách mua xe nhắc đến thôi. Bất động sản phong vũ thì càng tốt. Anh xem có thể sắp xếp cho Lục Phong một vị trí trong công ty không? Làm nhân viên dọn vệ sinh cũng được. Cái này e là hơi khó. Một nơi như bất động sản phong vũ, cho dù là nhân viên quét dọn cũng phải có lý lịch sạch sẽ, sẽ. Kể cả là anh có ý muốn. Mời cậu lục đây qua đó làm. Chỉ sợ cậu ấy không có cái bản lĩnh đó thôi. Ha <laughs> ha. <laughs> anh muốn mời tôi qua đón đến vậy sao? Chuyện đó là đương nhiên. Dù gì cậu cũng là bạn của Lam Lam, nếu giúp được thì tôi vẫn sẽ cố giúp. Vậy sau này chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp với nhau rồi. Ha ha, đồng nghiệp mắt nhìn của cậu lục đây không tệ nhỉ, mới bắt đầu đã muốn đến bất động sản phong vũ làm việc rồi. đúng thế. đợi sau khi chúng ta trở thành đồng nghiệp rồi, chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn. à, em hiểu rồi. doanh nghiệp của gia tộc tuyết vũ đã ký hợp tác làm ăn với bất động sản phong đúng không? ồ, thì ra là có vụ này à. nói như thế thì anh với tuyết vũ cũng xem như đồng nghiệp với nhau. hôm nay lưu hân bán được xe. Tuyết Vũ giành được hợp đồng. Trương Siêu cũng được nhận vào làm ở bất động sản phòng. Đúng là Tam Hỷ Lâm Môn, hay là lát nữa chúng ta đi ăn liên hoan đi. Ừm được. Tớ không đi được rồi. Hãng xe mới gọi điện cho tớ. Tớ phải về trước rồi. Tớ cũng không đi được. Hôm nay cũng muộn rồi ấy. Để hôm khác đi. Đừng như thế chứ tiểu thư Tuyết Vũ. Bây giờ vẫn còn sớm mà. Ba người cứ tiêu xài mua sắm thỏa thích hết bao nhiêu tôi trả không cần đâu cảm ơn anh thật thật sự không cần vậy được để trương siêu chở các cậu về nhé hôm nay bọn tớ lái xe đến ôi trời tuyết vũ tớ còn không biết các cậu chắc các cậu chắc lại lái xe điện đến đây chứ gì cậu bảo lục phong tự lái xe điện về nhà đi tớ bảo trương siêu lái xe chở cậu về thật, thật thật sự không cần đâu mà cảm ơn cậu nhé cậu đấy thôi được tớ cũng lười khuyên cậu hôm khác chúng ta lại tụ tập tiếp đi thôi Miệng thì nói không cần chở, nhưng cuối cùng vẫn đi theo sau chúng ta. Chắc là vẫn muốn ngồi nhờ xe đây mà. Ai ra anh nói cái gì vậy? Tuyết Vũ không phải loại người đó. Ê Tiểu Vũ, hai người đang tính đi đâu tiếp à? À, không phải, đỗ ở bên kia, a à, xe của hai người đỗ bên kia hả? Thế thì mau đẩy đi đi, không được phép đỗ xe bên kia đâu, nếu bị bảo vệ sẽ phải nộp phạt đấy. Hạ Lam, hay là hai người đi trước đi? Đi là đi thế nào được, hai người đi cái gì về? Đúng đấy, xe điện của hai người đâu? Đừng nói là bị nhân viên ở đây kéo đi rồi nhé. Hay là để tôi gọi điện hỏi hộ hai người. Tôi thân với người phụ trách ở đây. Tuyết Vũ, chúng ta về thôi. Được rồi đấy Tuyết Vũ, cậu mau lên xe bọn tớ về đi. Nể tình cậu. Tớ sẽ cho Lục Phong lên ngồi ké luôn. Không cần đâu, thật sự không cần đâu mà. Muốn ngồi ké xe thì cứ nói thẳng, miệng thì nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Wow, chiếc xe này đẹp quá đi. Ôi ơi, trời anh tránh ra một bên đi. Chụp Quay, cho, cho em tấm ảnh đồng. đi anh. Trương siêu, trường chiếc này chắc, bây chắc bây phải, bây phải bây mắc bây lắm nhỉ. Cũng không hẳn. Nếu bây là bây loại xịn nhất, bây thì bây tầm 40 vạn. Qua, wow, ghê thật đấy. Chụp xong rồi chứ. Tôi chụp bây xong hay chưa thì liên quan gì đến anh. Cút ra chỗ khác chơi. Nếu cô chụp xong rồi, thì chúng ta chuẩn bị đi thôi. Anh đi đâu là việc của anh, báo cáo với tôi làm gì. À, anh muốn ngồi ké xe chúng tôi chứ gì? Vậy anh vào trong xe ngồi đợi tôi đi. Tôi chưa thấy người nào như anh luôn muốn ngồi ké xe người ta thì cứ nói thẳng. Đang này còn bày đặt dục người ta. Kiểu người ngồi ké xe như anh. Đúng là hiếm thấy. Ê, ê, ê. Cậu Lục, cậu tính làm gì đấy? Chiếc này tận 40 vạn đấy. Cậu mà kéo hỏng tay nào là tôi không có tiền đền giúp cậu đâu. Đúng thật là, em chỉ chụp cái thôi, còn không dám chạm vào xe vậy mà anh ta lại dám kéo cửa xe người ta tôi không những có thể chạm vào mà còn có thể mở ra ê ê anh 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 làm sao mà anh tuyết vũ cậu mau nhìn lục phong kìa anh ta đang tính trộm xe người ta đấy cậu mau ngăn anh ta lại đi tuyết vũ lên xe đi em Tớ, ờ, tớ sẽ giải thích với cậu sau. Chiếc xe này thật sự là... Xin lỗi cậu nhé. Bye bye. Anh nói xem, liệu tôi có tự đòi tôi bồi thương không? Lục Phong, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Ừm, em nói đi. Anh nói anh sẽ thay đổi vì em. Nhưng một thời gian dài trôi qua, anh vẫn chưa chịu đi làm. Những việc khác cũng chưa thấy anh bắt tay vào làm. Em hoàn toàn không nhìn anh đã thay đổi được gì. Tôi em không mong chờ anh lên được chức quản lý cấp công cao công như Trương Siêu, nhưng chỉ biết đừng trở thành một người mà đến các cổng cũng, cũng đúng bị đúng khác đúng khác đúng người khác coi thường, Tôi cảm thấy không đúng ai đúng cần đúng. đến anh. Tiếp Vũ, những lời mà anh từng nói anh nhất định sẽ làm được. Đợi đến ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn của chúng ta, anh sẽ cho em một bất ngờ. Đến lúc đó em sẽ hiểu ra tất cả. Anh đừng nói những thứ không có nữa đi. Em chỉ hy vọng anh dựa vào năng lực của bản thân để mua chứ không phải mượn xe để lái đến đây anh tự xem mà làm đi Tuyết Vũ Tuyết Vũ Phong thiếu gia Sao cậu có thể lái một chiếc xe còn chưa đến năm mươi vạn chứ Tôi sẽ cho người đi đặt mua cho một chiếc Ferrari đời mới nhất Đối với tôi lái xe gì không quan trọng Lão Lưu không cần phiền phức như thế Lão Lưu liệu tôi có thể tin tưởng anh vô điều kiện không tôi nhờ có ân tình của lục lão gia năm xưa mới sống được đến hiện tại không bao giờ dám quên ân tình của ngài ấy một tháng trước khi lục lão gia qua đời đã đặc biệt dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc cho phong thiếu gia thật tốt tôi lại càng không dám quên cả đời này tôi không con không cái cái mạng này của tôi thuộc về lục gia nếu lục gia cần tôi có thể mang đi bất cứ lúc nào lão lưu Tôi biết anh luôn một trung thành với Lục Gia. Nhưng ý của tôi là, nếu phải lựa chọn giữa tôi và Lục gia, gia, thì anh sẽ chọn ai? Phong thiếu gia. Không lẽ cậu thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ lục với Lục Gia sao? Hai, cũng đành vậy. Vậy bây giờ tôi sẽ vậy nói rõ ràng với Phong thiếu gia. Năm xưa một tháng trước khi lão gia qua đời, đã đặc biệt dặn dò tôi. Con chó đời này của Lục Gia, người khiến ngài ấy không yên tâm nhất chính là Phong Thiếu Gia. Nếu như sau này Phong thiếu gia gặp nạn phải rời khỏi Lục gia, tôi có thể bỏ mặc lại nó không quản, nhưng tôi chắc chắn sẽ trụ lại Lục gia đến cùng, chờ đợi Phong thiếu gia trở về. Phong thiếu gia, nếu thật sự phải đưa ra lựa chọn, tôi lưu vạn quán sẽ chỉ nghe theo lệnh của một mình Phong thiếu gia. Tôi hiểu rồi. Xem ra đây chính là lực lượng thuộc về riêng tôi mà đã để lại cho tôi ở Lục gia. Hy vọng tôi ở bên ngoài kia thái được những thành công phần lực lượng này có thể trở thành sự giúp đỡ cho lần trở lại lục gia đầy mạnh mẽ của tôi chỉ tiếc là ba năm qua tôi đã trở thành một gã vô dụng bị người người chê cười xem ra tôi đã khiến ông phải thất vọng rồi phong thế gia cậu tuyệt đối đừng tự trách mình tôi tin vào mắt nhìn người của lão gia cũng tin vào năng lực của cậu xem ra đã đến lúc tôi phải trở về lục gia rồi để không ủng công ông đã dốc hết tâm sức lo lắng cho mình Lục thiếu gia, cậu cần tôi làm gì? Cậu chỉ cần ra lệnh cho tôi là được. Có ba việc: một, có thể khởi động dự án ở khu đô thị Giang Bắc, đây chính là điều mà Lục gia muốn vậy thì để họ nhìn cho rõ; hai, ngoài dự án khu đô thị mới ở Giang Bắc, lão Lưu, anh còn phải triển khai giám sát trên toàn thành phố Giang Nam, thâm nhập vào giới kinh doanh và nhiều thế lực khác nhau chiếm quyền phát ngôn ở thành phố Giang Nam. Chuyện thứ ba, chính là anh bớt chút thời gian đến kỳ ra. Lấy lại tiền sinh lễ 999 vạn kia, phong thiếu ra. Hai việc đầu tiên, thì tôi đã hoàn thành rồi. Nhưng việc thứ ba, tôi có chút chưa hiểu lắm. Cậu nói là trả nợ thay cậu. Nhưng thực ra là đang bù đắp sinh lễ. Khi cậu cưới kỳ tuyết vũ mà thôi. Món nợ của tôi, ắt sẽ do tôi đích thân trả nợ. Bọn họ sao có thể như thế chứ? Đúng là vô lý hết sức. Bà có hết đi nữa. Đừng nói nữa, tôi hết không có tác dụng. Vậy ông thì có tác. Con gái chúng ta giành hơn đông bằng thực lực. Bây giờ kỳ hồng vũ cậu ta nói cướp là cướp, tên vô dụng như ông có thể nhịn, nhưng tôi thì không. Không nhịn thì có cách gì khác? Nhánh của chúng ta vừa không có thế lực hùng mạnh chống lưng. Vừa không có quyền lên tiếng Tôi hiểu ý của ông Nếu ban đầu Tiểu Vũ gả vào một nhà hàng môn Thì việc gì phải chịu đựng tên vô tích sự kia Tiểu Vũ con nói gì đi chứ Kỳ Hồng Vũ kia rốt cuộc có ý gì Kỳ Hồng Vũ vừa mới gọi điện thoại qua cho con Bàn về vụ tập đoàn Phong Vũ Anh ta gọi điện thoại chẳng qua là muốn giao ai với con Học sinh giỏi thì có ích gì Học vấn cao thì có tác dụng gì Cuối cùng vẫn bị anh ta chèn ép đấy thôi Cậu ta là cái thá gì Ai mà không biết hợp đồng này là do con tự giành lấy Kỳ hồng vũ cậu ta muốn hớt tay trên không có cửa. Tiểu vũ. Chuyện này lão phu nhân đã biết chưa? Ừm con cũng không rõ, lão phu nhân đã biết hay gì? Để mai con hỏi xem sao. Mẹ nói con nghe này tiểu vũ, đây là cơ hội duy nhất của nhà ta, bất luận thế nào cũng không được từ bỏ. Ai ra bà nói nghe thì dễ lắm. Tiểu vũ ở công ty không một ai chịu giúp đỡ con bé. Hoàn toàn không có ai ủng hộ con bé đâu. Con bé lấy cái gì ra để đối đầu với kỳ hồng vũ đây hả? Chuyện đó tôi không cần biết, chuyện này tôi nhất quyết không chấp nhận. Tiểu Vũ cũng không được thỏa hiệp. Mẹ, ba nói đúng đấy hả? Cậu cầm miệng. Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng. Chuyện này cậu có lo liệu được không? Tôi nói cho cậu biết Lục Phong. Cậu đừng tưởng là Tiểu Vũ không ly hôn với cậu. Là cậu muốn làm gì thì làm như hồng. Ôi trời. Lục Phong. Hay là anh đi trả xe lại cho người ta trước đây ư? Xe gì? Hôm nay không trả được, bạn anh đi công tác rồi. Cậu ấy bảo anh lái giúp cậu ấy mấy hôm. Trời ơi, là BMW kép này, cậu quen biết, với một người bạn giàu có như vậy sao? Xem như cậu cũng có chút bản lĩnh, mặc dù là đồ đi mượn, nhưng cũng gọi là có chút năng lực. Lúc nãy cậu đang định nói gì ấy nhỉ? Ba nói đúng, hiện giờ ở công ty tiểu vũ không có một ai đứng ra giúp đỡ cô ấy kể cả cô ấy có kiên quyết không đồng ý thì cũng vô dụng bây giờ phần lớn người trong hội đồng quản trị đều đứng về phía nhà kỳ hồng vũ vậy nên cho dù có bỏ phiếu biểu quyết cũng sẽ không có ai ủng hộ cho tuyết vũ không ngờ tới anh có thể nhìn thấu cục diện công ty như thế vậy theo ý của cậu cứ thế để người khác hớt tay trên công sức của tiểu vũ à đối với yêu cầu của bọn họ tuyết vũ chỉ đành tạm thời chấp nhận sao cậu không đi chết đi tôi còn tưởng cậu có cách nào hay ho lắm cuối cùng thì tiểu vũ vẫn phải nhường lại công lao cho kẻ khác chúng ta cũng đâu phải dã tràng xe cát biển đông bây giờ tôi đang nghi ngờ cậu thông đồng với kỷ hồng vũ bắt tiểu vũ phải nhường lại công lao này cho cậu ta tuyết vũ nếu em tin anh thì hãy làm theo lời anh nói anh sẽ có cách khiến kỷ hồng vũ bọn phải cầu xin em tiếp tục phụ trách hợp tác với bất động sản phong vũ trời đất Cậu tưởng cậu quen biết bạn lái xe BMW thì thích làm gì thì làm chắc, chuyện này không hề đơn giản, như cậu nghĩ đâu, chưa nói đến kỷ gia chúng ta, chẳng là gì trước mặt. Bất động sản phong vũ, làm sao cậu có thể can thiệp vào tự do của họ? Khi đó con có thể giúp đỡ danh được hợp đồng này, thì con cũng có thể giúp tiếp đòi lại công lao này, không cuồng. Không biết trời cao đất dày. Nếu cậu không làm được, thì đừng trách tôi ép ly hôn với kỷ thuyết vũ, cậu có chịu nổi không hả? Cậu có dám không hả? Là đàn ông con trai cậu phải biết chấp nhận, nếu con làm được thì sao? Nếu cậu làm được, thì từ nay về sau tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu và tiểu vũ nữa. Con chấp nhận. Cậu cậu. Hừ để xem. Đến lúc đó, cậu có quỳ xuống cầu xin tôi không? Hôm nay triệu tập mọi người lại đây là để tuyên bố với mọi người một chuyện liên quan đến việc hợp tác giữa công ty chúng ta và bất động sản tôi đã đàm phán xong hết cả. Và từ nay về sau, Tôi nhất định sẽ dẫn dắt mọi người trên con đường dẫn tới vị trí gia tộc hàng đầu khu Giang Nam. Bà thấy cháu có giỏi không? Bà ơi, cháu có thể đảm đương việc không cần người khác làm thay. Cô là đàn bà con gái. Mấy việc này không đến lượt cô xíu. Với cả cô là người đã có gia đình. Phải đấy Tiểu Vũ. Một hợp đồng quan trọng như thế, tốt nhất nên để Hồng Vũ ra mặt sẽ đáng tin cậy hơn. Kỳ Hồng Vũ, chúng ta đã nói rõ ràng ngay từ đầu chỉ cần tôi có thể đàm phán thành công hợp đồng này thì anh sẽ nhường lại chức tổng giám đốc cho tôi bây giờ tôi cũng không muốn tính toán vị trí tổng giám đốc này với anh nhưng hợp đồng tôi nhất định phải phụ trách đến cùng hư được cười cô muốn làm gì thì làm đó chắc hay là cô còn muốn cướp luôn vị trí thiếu nãi nãi lục gia của tôi luôn cô tưởng cô là ai hả cũng không tự xem lại bản thân chuyện nào ra chuyện đó đi chứ tôi chỉ muốn phụ trách hợp đồng này đến cùng hợp đồng là do cô giành DRC cô đừng có mà ăn nói hàm hồ nhé hợp đồng này rõ ràng là do tôi giành về anh anh nói lung tung anh đổi trang thay đèn, cô tự nhìn đi, hợp đồng của ai hả? Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách lúc đó anh cứ giữ khư khư hợp đồng không cho tôi xem. Các người làm vậy là đang hãm hại người tốt. Cô biết sự chuyện thật đấy, chỉ dựa vào mà cũng đòi cướp công của tôi ư, ừ. công của anh. Sao lại thành công của anh rồi? Đúng thế, chính là công lao của tôi. Tôi phải vượt qua bao khó khăn mới ký được hợp đồng này. Sao lại là của cô được chứ? Kỳ tuyết vũ, cô nhìn cho rõ hợp đồng đang ghi tên rồi hãng bị chuyện. Hừ. Thú vị thật đấy. Đến cả hợp đồng của Hồng Vũ mà cô cũng muốn cướp. Có phải cô còn đang có ý định đến lục gia làm thiếu nãi nãi đúng không? Tôi thấy cô đã nung nấu ý định này. Từ lâu rồi mới phải. Chỉ dựa vào cô ư. Cô hãy yên vị chờ lãnh hàng tháng đi. Rồi đưa theo ông chồng vô tích sự của cô đến công trường làm việc cùng luôn. Đã không có năng lực còn được voi đòi tiên. Tiểu Vũ à, tôi nói này, cô hãy tự nhìn lại bản thân mình cho kỹ đi. Bà ơi, chuyện này bà biết rõ mà đúng không? Chuyện không phải như những gì họ nói. Tuyết Vũ à, cháu muốn tốt cho công ty. Về điểm này ta rất công nhận. Thế nhưng, có một số việc cháu không thể làm càng đáng được đâu. Bà cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu. Thân là đàn bà con gái, vừa không có quan hệ lại không có tài nguyên. Nhớ cháu làm hỏng việc thì biết phải làm sao. Lục Phong kia cũng là người vô dụng. Không thể giúp ích được gì cho cháu. Nếu giao lại việc này cho Hồng Vũ, thằng bé chắc chắn sẽ làm tốt. Không phải như vậy đâu bà. Lục Phong anh ấy là người có năng lực. Trong chuyện này anh ấy đã giúp Lục Phong. Tên vô dụng đó mà có thể giúp cô lấy được hợp đồng á. Ai dô cậu ta Tại giỏi quá bà nhỉ. Này. Theo như cô nói, Lục Phong này là một nhân tài. Chuyện mà cả Giang Nam này không ai làm nhưng cậu ta lại làm được. Ai trả để tôi nghĩ xem. Tại sao cậu ta lại lợi hại thế nhỉ? Có khi nào cậu ta chính là thiếu gia nhà họ Lục? Ở Ma Đô trong truyền thuyết không? Đừng kể chuyện hài nữa đi. Bà xã. Chúng ta về nhà thôi. Lục Phong, lại là tên vô dụng nhà cậu. Cậu hết năm lần bảy cắt ngang buổi họp của kỷ ra chúng tôi. Cậu chán sống rồi à? Tôi không có hứng thú với cuộc họp của các người. Tôi đến để đón vợ tôi về nhà. Thủy Tuyết Vũ, tôi ra lệnh cho cô, lập tức đưa chồng cô ra khỏi đây. Ngay bây giờ. Hừ, kể từ giây phút này. Tuyết Vũ từ chức khỏi mọi chức vụ trong công ty. Vì vậy tổng giám đốc là anh, hoàn toàn không có quyền quản cô ấy. Lục Phong anh đi rồi. Lúc trước anh đã nói với em, những ủy khuất mà em phải chịu, anh sẽ không thể em phải chịu đựng. Đây là chủ ý của ai? Cháu dù gì cũng là con cháu của kỳ gia. Cháu làm vậy có khác nào đang vả mặt bà không? Bà ơi! Chẳng phải lúc nãy bà nói nếu hợp đồng rơi vào tay cháu thì sẽ hỏng bét sao? Nếu đã như vậy, cháu đồng ý nghe theo các, các người cho rằng kỳ gia không có các thì không trụ được hay gì. Muốn cút thì cút ngay đi. Các người tốt nhất đừng hối hận vì lời nói hôm nay. Rồi các người sẽ phải đến cầu xin tuyết vũ được cười. Tôi mà phải cầu xin các người. Các người là cái thá gì chứ? Lục Phong, cậu chỉ nói sẽ để tiểu vũ nhường lại hợp đồng sao lại thành ra kêu con bé từ chức rồi rốt cuộc cậu muốn làm gì hả từ khi nào đến lượt cậu thay tiểu vũ thay nhà chúng tôi đưa ra quyết định rồi tiểu vũ chuyện này sao con có thể kỳ hứng đưa ra quyết định như thế hả tôi quyết định sẽ tin tưởng anh ấy một lần cuối cùng tiểu vũ à sao con lại đi nghe lời lục phong thế hả kỳ hồng vũ sao có thể cầu xin con được chứ anh ta sẽ đến gặp tuyết vũ được đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội trước 12 giờ hôm nay nếu cậu ta không đến thì cậu cút khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức. Doanh nghiệp kỳ thị. Hôm nay tôi đến đây mục đích là để bàn bạc chuyện hợp đồng với doanh nghiệp kỳ gia. Xin hỏi cô kỳ tuyết vũ có ở đây không? Tuyết vũ à, cô ta bị ốm rồi. Hôm nay xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Nếu đã như vậy, vậy tôi chỉ đành đợi đến khi cô kỳ tuyết vũ khỏi bệnh, rồi sẽ ghé sau vậy. Ông lục này, chuyện hợp tác giữa chúng ta không nên để chậm trễ. Thế này đi, tôi là tổng giám đốc của doanh nghiệp kỳ gia, tôi tên kỳ hồng vũ. Chức vụ của tôi to hơn Kỳ Tuyết Vũ, cấp bậc của tôi cũng cao hơn cô ta. Chúng ta hợp tác với nhau, càng thuận tiện có lợi cho đôi bên. Có đúng không nào? Cậu ấy nói đúng đấy, Lục tổng. Hồng Vũ là người phụ trách kỳ gia, có thể đưa ra các điều kiện thuận lợi hơn. Bất động sản Phong Vũ chúng tôi chỉ muốn hợp tác với cô Kỳ Tuyết Vũ. Cô ấy không có ở đây vậy tôi chỉ đành rời đi thôi. Xin lỗi, thưa ngài, xin hãy dừng bước. Trên thực tế chuyện này do ai phụ trách cũng như nhau cả. Dù gì cũng đều là người của doanh nghiệp kỳ gia cả. Lúc trước ngài còn từng thay mặt tiểu thiếu gia đến đưa sinh lễ mà. Cứ xem như hai bên chúng ta hòa nhau đi, kỳ tổng. Tôi nhắc lại một lần nữa, bất động sản phong vũ chúng tôi nay chỉ hợp tác với cô kỳ tuyết vũ. Nếu các anh đã đổi người phụ trách, vậy chúng tôi sẽ lập tức cho dừng hợp đồng. Xin hãy dừng bước. Tôi là bà của kỳ tuyết vũ, tôi có thể đưa ra ý kiến mời ngồi. Xin lỗi, hợp đồng chúng tôi đã thỏa thuận, chúng tôi chỉ hợp tác với cô kỳ tuyết vũ. Cô ấy không có đây thì đành thôi vậy, lục tổng hợp đồng của chúng ta đã ký xong xuôi, bên trên có ghi rõ, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì ông sẽ phải đền tiền vi phải đấy. Bất động sản phong vũ không lẽ muốn trực tiếp hủy bỏ hợp đồng, ha nực cười. Chỉ có 180 triệu thôi mà. Tôi dám đưa, các người có dám nhận không? Trước 12 giờ đêm nay, nếu tôi không nhận được phản hồi từ cô kỳ tuyết hợp đồng giữa chúng ta kết thúc tại đây. các người tự xem mà làm đi. Cáo tử. Hợp đồng không thể để mất. Tiền vi phạm hợp đồng càng không thể lấy. Nếu nhận số tiền này, thì sản nghiệp của kỳ gia chúng ta chắc chắn sẽ bị đàn áp trong vòng ba tháng tán ra bại sản lục gia ở ma đô hoàn toàn có thể làm vậy đi mời tuyết vũ về lại đây bà ơi lục phong kiến lúc rời đi kêu căng như thế chúng ta không thể mời hắn về cháu có dám lấy tiền vi phạm hợp đồng không cháu không dám cháu có dám để mất hợp đồng không không thể để mất vậy còn không mau đi mời tiểu vũ về đây còn đứng ngay ra đó làm gì bà ơi vậy ai sẽ là người đi ạ à? ai là người bắt đầu rắc rối thì người đó phải đi kết thúc nó Ai là người đuổi tiểu vũ thì người đó đi mời. Chỉ có vậy mới thể hiện được. Thành ý của cháu, Hồng Vũ, con đi đi. Cả hai đứa cùng đi. Hồng Vũ và Kỷ Tuyết Vũ bằng vai phải lứa, con là trưởng bối. Để nó đi là đúng, con đến đó làm chuyện con đã làm con còn không rõ. Chẳng lẽ muốn ta phải đi sao? Con phải suy nghĩ thêm đã. Chuyện này nếu con làm không xong, ta thấy công ty đến đổi người cầm quyền khác rồi. Ba, Chúng ta thật sự phải đi mời hai đứa vô dụng miệng. Về à? Con còn cách nào khác à? Hay là chúng ta cho bất động sản một ít lợi nhuận? Hừ, chuyện này không đơn giản. Như con nghĩ đâu. Thái độ của bất động sản phong vũ, kiên quyết như thế. Hoàn toàn không giống đến để bàn bạc hợp tác. E là bất luận thế nào cũng phải mời. Kỳ tuyết vũ này về rồi, ôi trời. Cậu nhìn đi nhìn đi. Đây chính là cái mà cậu gọi đã tính trước mọi việc hả? À? Hừ. Sao bà đây lại mơ mơ màng màng, đi tin lời cậu không biết. Giờ thì hay rồi, Tiểu Vũ vừa mất hợp đồng, vừa mất đi công việc. Ngày mai con bé sẽ giống như lang thang không nghề không nghiệp. Kỳ ra chúng ta rồi sẽ trở thành một nhánh bị vứt bỏ của Lục Phong. Vừa lòng cậu rồi chứ. Có phải cậu cảm thấy không xứng với Tiểu Vũ nên mới dùng cách này để kéo chân con bé không? Mẹ, Đừng nói nữa. Con im miệng, mẹ phải nói. Mẹ đã nói cậu ta chính là sao chổi từ lâu rồi. Bản thân khổ sở cũng thôi đi, con muốn liên lụy đến nhà ta. Bây giờ mẹ đã có thể tưởng tượng ra, đám cô gì chú bác kia của con đang bàn tán sau lưng chúng ta rồi. Nếu không phải tên vô dụng này cứ nhất quyết đòi nhúng tay vào việc nhà thì nhà ta cũng không đến rơi vào nước đường này. Cậu cút đi, cậu cút đi ngay cho tôi. Tiểu Vũ, cút hết đồ đạc của cậu ta ra ngoài cho mẹ. Bỏ đi, con về phòng đây. Tuyết Vũ, nếu em tin anh, thì hãy cho anh thêm chút thời gian. Không cần đâu Lục Phong, cứ vậy đi. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em suốt ba năm qua. Ngày mai chúng ta hãy làm thủ tục ly hôn đi. Sau này chúng ta đường ai nấy đi. Thím ơi! Em gái Tuyết Vũ có nhà không? Ế Kỳ Hồng Vũ tới rồi. Cậu ta tới thật rồi. Cậu ta trước giờ chưa từng đến nhà chúng ta. Không lẽ đúng như những gì Lục Phong nói? Cậu ta đến để cầu xin Tiểu Vũ nhà ta? Thím ơi, em gái tuyết vũ có nhà không? Thím mở cửa ra cho có việc gấp muốn gặp cô ấy. Cậu tới đây làm gì? Thím, chú hai, cháu nhớ hai người quá. Cái đó, cháu đến để mời em gái tuyết vũ về lại công ty làm việc, là thế này. Từ nay về sau những việc liên quan đến, bất động sản phong vũ sẽ do tuyết vũ phụ trách. Công ty chỉ đứng sau hỗ trợ tuyệt đối không can thiệp, được không ạ? Em dâu, Ngọc Thụ, là anh. Anh cả, cả anh cũng đến luôn à? Phải, Nhà bọn em nghèo, phòng ốc cũng bé. Không e là để các anh phải chê cười rồi. Không sao không sao hết. Nhà bé quá đúng không? Thế này đi, đợi sau này công ty có lợi nhuận tốt hơn sau khi chia cổ tức. Cháu trai sẽ cho thím một căn lớn hơn. Tuyết Vũ à? Công ty không có cháu không ổn. Cháu nhất định phải quay về giúp bác đấy. Cháu thấy rồi đấy, cả bác lẫn Hồng Vũ đều đã đích thân đến mời cháu về. Người một nhà không cần nói nhiều lời. Người một nhà dù có hiểu lầm lớn đến đâu cũng đều có thể giải quyết. Cháu nói có đúng không? trước đây tôi vì công ty mà công hiến không biết mệt mỏi, không một lời than phiền. trước giờ chưa từng tỏ thái độ bất mãn, bởi vì tôi xem mọi người như người một nhà, hy vọng kỳ ra ngày càng tốt hơn. nhưng qua vụ việc lần này tôi mới nhận ra các người chưa từng xem tôi như người nhà. tuyết vũ à, có thể cháu đã có chút hiểu nhầm với bác, bác sao có thể không xem như người nhà được chứ? trước đó lúc tôi đưa tuyết vũ rời khỏi phòng học, chúng ta đã nói rõ đến để cầu xin, chứ không phải đến để mời về. cầu xin người ta thì phải. cho rõ thái độ của người đi cầu xin chứ, lục phong. Ở đây không có việc của cậu, ở đây không đến lượt cậu, ở đây là nhà tôi, Lục Phong là chồng tôi, tại sao anh ấy lại không có quyền lên tiếng? Anh ấy cũng là một thành viên trong gia đình này, nếu anh ấy muốn, có thể đuổi cổ anh ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Kỳ Hồng Vũ, chú ý cách ăn nói của cậu đi, Lục Phong có vô dụng đi nữa cũng là con rể của tôi, cậu không có quyền nói cậu ấy. Vậy tôi phải làm gì thì? Tuyết Vũ mới chịu quay về đây, rất đơn giản, thực hiện điều khoản mà anh đã cá cược. Cá cược? Cá cược nào cơ, chính là cá cược anh như lại vị trí tổng giám đốc của mình. Lục Phong cậu được lắm. Tôi biết tổng cậu đã dòng ngó sang nghiệp của khỉ ra chúng tôi từ lâu rồi, cuối cùng hôm nay cậu cũng để lộ ra dã tâm rồi. Cậu đừng tưởng là chúng tôi bắt buộc phải mời Tuyết Vũ về, chúng tôi chỉ xem cô ta như người một nhà, nên nhớ đến phần tình nghĩa này thôi. Vậy bây giờ các người có thể đi được rồi. Cậu tưởng tôi không dám đi chắc. Vậy các người đi mau đi, đi rồi còn có thể nhận được tiền vi phạm hợp đồng cơ mà. Tội gì mà không lấy? Cậu không có mặt ở đó, làm sao việc này? Hình như tôi đâu có, nghĩa vụ phải giải thích với anh, được lắm, cậu được lắm. Xem như tôi đã nhìn nhầm, đứa cháu rể là cậu. Bắt đầu từ ngày mai, Hồng Vũ sẽ từ chức tổng giám đốc của kỳ gia. Sẽ do Tuyết Vũ cháu đảm nhận. Đi. Đi thông thả nhé, không tiễn. Con được lắm đó Lục Phong. Chuyện này thật sự là do con làm sao? cũng xem là vậy. kỳ lạc sơn không thể nào chấp nhận vụ cá cược dễ dàng như vậy được. không lẽ anh đang nắm trong điểm yếu nào của anh. ông ta à? nhưng hôm nay anh ở nhà cả ngày không đi đâu hết, hoàn toàn không có cơ hội trao đổi với thế giới bên ngoài. rốt cuộc anh đã làm mấy việc này bằng cách nào thế? bây giờ anh thực sự không có cách nào giải thích cho em. chẳng lẽ đây là mèo mù với được cá rán? không lẽ đây là ý của lão phu nhân? cũng có thể là vậy. hư, ừ, tôi đã nói mà cậu sao có thể có năng lực này chứ hư lục phong bây giờ chỉ có hai chúng ta, người ta thôi anh nói thật cho em biết đi chuyện này rốt cuộc có liên quan đúng gì đúng đến đúng anh không nếu anh nói là anh Thì liệu em có tin không em không biết nữa anh đã từng nói những khổ cực vất vả mà em phải anh sẽ không để em phải phí công vô ích những lời anh nói đều là thật vậy nên có phải anh làm hay không việc đó không quan trọng chỉ cần là những gì anh từng nói anh đều sẽ biến nó thành sự thật được vậy em sẽ tin anh một lần này được rồi, đại khái nội dung là như vậy. Tập đoàn Phong Vũ quyết định lễ khánh thành và động thổ sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng sau. Công ty chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút, đây là bản kế hoạch dự án. Nếu mọi người còn có ý kiến nào khác có thể thoải mái đưa ra. Nhìn Tuyết Vũ nhà người ta đi. Mọi việc đến tay đều có thể giải quyết dễ dàng. Tuyết Vũ đảm nhận chức vụ tổng giám quả thật rất thành thục. Phụ nữ có tài giỏi đi nữa cũng chẳng có ích gì theo em ấy. Phụ nữ giỏi giang không bằng được gả vào nhà chồng Năng lực của Tuyết Vũ nhà người ta quả thực xuất chúng. Chúng ta phải học hỏi từ người ta nhiều. Em học hỏi cô ta á? À. Em học hỏi cô ta, ta cái gì? Học cô ta cách tìm một thằng chồng vô tích sự à? Kỷ Hữu Dung, chú ý giọng điệu của cô. Tôi khác với cô. Tôi sắp được đến Lục Gia. Làm thiếu nãi nãi rồi. Tôi nhấn mạnh một lần cuối. Ngày diễn ra nghi thức động thổ, toàn bộ người của kỳ Gia chúng đều phải có mặt để thể hiện sự tôn trọng với Lục Gia. Những người không có mặt sẽ bị buộc từ chức. Aizou, à ngày càng lợi hại đấy nhỉ? Hữu Dung, ba anh nói lục ra cho người đến rồi lục ra cho người đến rồi chắc chắn là đến để đón em mau lên chúng ta mau đi đón khách ê chị họ tiếp vũ đi thôi cùng nhau ra xem thế nào tôi không đi đâu tôi còn đang bận việc cô đi 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 mà ngài lục xin chào mời ngồi xin hỏi ngài lục đến đây là để bàn bạc chuyện liên hôn giữa hai nhà chúng ta đúng không lục thiếu ra đang ở đâu Thiếu gia rất bận Mấy chuyện lật vật này sẽ do chúng tôi phụ trách chuyện lật vật đây sao có thể coi là chuyện lật vật đây là hôn nhân đại sự phía lục gia sắp xếp thế nào rồi có cần chỗ chúng tôi giúp đỡ gì không? Xin lễ 999 mà tiểu thiếu gia chúng tôi, mang đến lần trước. Chủ tịch kỷ đã cất kỹ chưa? Có, tôi cất viên chủ tịch kỷ lấy nó ra giúp tôi, đồ đã tặng rồi. Sao lại đến lấy lại? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu rồi? Xin lễ đã mang đến tặng rồi, sao tự dưng lại muốn lấy lại? Lần trước tôi đã nói rõ rồi mà, 999 vạn này vừa là, xin lễ. Đồng thời cũng là để trả nợ. Thay cho tiểu thiếu gia chúng tôi, kể cả là tiền trả nợ, cũng không thể muốn đòi lại là đòi được. Ngài Lục, ngài nhất định phải nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu rồi tôi phải làm rõ việc này không thể để lục thiếu gia tức giận tiểu thiếu gia của chúng tôi đã nói món nợ của cậu ấy cậu ấy sẽ tự trả còn con tỳ hưu mà tôi mang đến lần trước các anh cứ giữ lại nó đi đó là quà cậu ấy tặng các anh ngài lục tôi mạnh dạn hỏi một câu nữa Người mà lục thiếu gia nhìn chúng, có phải con gái của kỷ gia chúng tôi không? Chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, không thể thay đổi được nữa. À tôi hiểu tôi hiểu, lục thiếu đây là muốn đích thân đưa, xin lễ tận tay cho người mà cậu ấy thích. Lục thiếu quả là người, trọng tình trọng nghĩa. Sẽ có một ngày, anh ấy mặc một bộ taxi đầu màu đen, lái chiếc Lamborghini triệu đô, tự tay đưa xin lễ 999 vạn này đến trước mặt tôi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy lãng mạn thôi. Có phải vậy không chị họ Tuyết Vũ? Lục Tổng, tôi muốn hỏi là, Lục Thiếu Định khi nào mới đến đón tôi đây? Đón cô, đón phải đến đón tôi sao? Lục Tổng đừng giận. Ý của cháu gái tôi là, Lục Thiếu Định khi nào thì, chốt thời gian gặp mặt. Thời gian à, tôi nghe tiểu thiếu gia chúng tôi nói, chắc là mùng 8 tháng sau. Tôi cũng không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Có thời gian thì các anh chuẩn bị trước đi. Nghe thấy rồi chứ, mùng 8, là mùng 8 tháng sau, Lục Thiếu sẽ đến đón tôi đấy, kỷ hữu dung em cũng đừng vui mừng quá sớm. Ngài Lục đã nói, đón em làm gì, điều đó chứng tỏ Lục Thiếu hoàn toàn không thích em. Hừ, nực cười. Trong số những cô gái chưa kết hôn trong kỷ gia hiện tại, làm gì có ai thân hình chứ làm gì có ai xinh đẹp bằng không phải em thì là ai. Mùng 8 tháng sau. Chẳng phải cũng chính là kỷ niệm ngày cưới của mình là Lục Phong sao? Nếu như hôm đó kỷ hữu dung thật sự. được vị Lục Thiếu gia thần bí kia cầu hôn, cũng không biết sẽ bị cô ta giễu cợt ra sao nữa. Ê, chị họ Tuyết Vũ. Mừng 8 tháng sau là kỷ niệm 3 năm về cô đúng chứ? Đúng rồi Tuyết Vũ. Cô nói xem bây giờ leo lên được chức tổng giám đốc thì đã làm sao? Cô nhận được sự trọng dụng từ khi đã làm sao? Rồi cô vẫn phải gặp một ông chồng vô dụng đấy thôi. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới là một ngày vô cùng trọng đại đó. Năm trước Lục Phong đã đưa cô đi ăn một tô mì hành hoa. Năm nay anh ta sẽ đưa cô đi ăn phong anh ấy tặng gì cho tôi liên quan gì đến các người. Nhưng có một câu này tôi không biết có nên nói hay không. Không có so sánh thì không có đau thương. Đến lúc đó, lục thiếu mang theo sinh lễ 999 cùng với một bó hoa hồng siêu to khổng lồ xuất hiện trước mặt tôi. Chỉ sợ người nào đấy lại khóc sức mất thôi. Hừ. Con gái ấy mà. Đầu thai vào gia đình tốt cũng không bằng gả vào được nhà tốt. Chỉ tiếc là cô không có cái mệnh này. À dô, anh Phong, anh lấy đâu ra con xe này vậy? Nhìn cũng được lắm đó. Có thích không? Thích thì tặng cho cậu đó. Anh trúng số đấy hả? Ha ha, cũng không khác lắm. Anh Phong, hôm nay anh gọi em đến đây có chuyện đại thần. Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn mơ một quán đúng rồi. Trước đây anh Phong từng nói. Đợi đến khi anh có năng lực, ước mơ của anh em, anh đều sẽ, à, sẽ thực hiện hết. Thế có nghĩa là gì? Địa điểm anh đã chọn xong rồi. Đi thôi, đưa cậu đi xem. Khu vực phồn hoa nhất, đây đều là thiết bị cao cấp được để lại tất cả đều đầy đủ hết còn tên quán ba này anh cũng nghĩ xong rồi gọi là phong thần thế nào anh phong thế này được rồi đây là của cậu hết không em không cần đâu bệnh tình của mẹ cậu không thể kéo dài được thêm nữa cậu nghĩ kỹ rồi chứ vậy thì em cũng không thể lấy quán ba này cũng lớn quá rồi ba năm anh ở chỗ của cậu hết ăn rồi lại uống cũng đã ba năm cậu đến cả bia lẫn thịt xíu nữa cũng chia cho tôi một nửa anh biết cậu cảm thấy thịt xiên nướng với bia chả bia phải là thứ gì có giá, giá, trị, giá, là gì là giá trị, trị nhưng đó lại là thứ duy nhất cậu cho nên đừng khách sáo với anh hơn nữa quán bar là do bạn của anh mở ra nhưng cậu ta ra nước ngoài có việc nên để chúng ta tạm thời quản lý cậu cứ làm tốt là được rồi thật sao thật chúng ta đều là cổ đông sau này cậu giúp tôi làm việc đi được anh phong Em nghe theo anh, quán bar này, em sẽ cố gắng làm thật tốt. Cái quán bar này chỉ là thứ đầu tiên. Về sau còn có các kế hoạch kỹ càng hơn nữa. Anh sẽ bảo người qua đây nói chuyện với em. Anh nói cái gì em sẽ làm theo cái đó. Có năng lực thật tốt, có rất ít người trọng tình trọng nghĩa như thần Tình cảm gắn bó với nhau khi nhỏ mới là chân quý nhất. Ấy, Lục Phong. Anh nghe nói gì chưa? Cái tên Lục Thiếu ở Thượng Hải kia. Lấy hơn 9 triệu vạn để làm quà đứng quỹ công ty ra đó. Hả? Lấy ra rồi hả? Đúng vậy, Nói, nói cái gì muốn tự tay, đưa cho cô gái, gái mà mình thích. thích. À, em đã từng gặp tên lục thiếu, thiếu kia chưa? chưa? Chưa từng. Nhưng cậu ta còn ngày mùng 8, 8 mới đi tỏ tình. tình. Anh nói, nói xem, xem thế có phiền ngày mùng 8. Ngày mùng 8, 8 thì 8 làm sao thế? Ngày mùng 8 là ngày, ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Tuy rằng em không phải là người con gái ham hư vinh gì, nhưng mà cùng một ngày, người ta thì có màn tỏ tình long trọng. Còn em thì chả có cái gì. Nhiều năm như vậy, tất nhiên là trong lòng cũng không thoải mái gì lắm rồi. Ừ cũng đúng. Điện thoại kìa. Alo, Hạ Lam à, vừa nãy tớ vừa nghe được một chuyện cười, làm tớ buồn cười muốn chết. Cậu có muốn nghe không? Chuyện cười gì thế? Cái con bé lưu hơn thế mà nói với tớ là đừng có đụng đến Lục Phong. Con bé đó nói thân phận của Lục Phong không tầm thường, chồng của Cao thì có thân phận gì chứ? Chắc không phải là thiếu gia của gia tộc thần bí gì đó chu. Bạn của cậu chắc là xem phim nhiều quá rồi. Bọn tớ ở cùng nhau 3 năm, sao tớ có thể không phải anh ấy có gì không đúng chứ? Tớ cũng thấy vậy. Thôi, không nói đến anh ấy. Ngày mai cậu có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi dạo phố. Lần trước còn chưa đi xong, các cậu đã về rồi. Được, ngày mai sẽ đi dạo phố với cậu. Được, ngày mai hẹn gặp nhau ở chỗ cũ. À đúng rồi, Trương Siêu cũng để nó. Cậu cũng bảo Lục Phong đi cùng đi. Được, bye bye. Lục Phong, mai anh cùng em đi dạo phố đi. Mai anh có việc rồi. Quán mới của bạn anh Mai Khai Trương, anh phải qua đó xem chút. Việc gì còn quan trọng hơn em chứ? Nói vậy cũng có lý. Vậy mai chúng ta đi dạo phố. Tuyết Vũ, đây là xe cậu mới mua sao? Cái này không phải là tớ mua, không phải của cậu mua, chẳng lẽ là của Lục Phong mua? Cũng không phải là của Lục Phong mua, đây là bạn của anh ấy cho mượn, để anh ấy có thể đi chơi. Không có tiền còn muốn mượn xe, có thấy nhục không cơ chứ? Thôi không nói nữa, không phải cậu nói. Nay bạn trai cậu đến đây sao? Cậu ấy đang anh ấy, anh ấy được bất động sản Phong Vũ tuyển chọn rồi, cho nên anh ấy đang đi mua xe mới. Chắc tí nữa mới qua được. Xe mới sao? Đúng vậy ấy trương siêu ở bên này này trương siêu ở đây này wow trương siêu anh mua Porsche luôn đàn ông phải mua loại xe đắt như thế này này còn cái loại xe bmw s này chỉ dành cho các cô gái xinh đẹp đi thôi cậu nói có đúng không cậu lục ôi trời đây là xe anh ấy đi mượn đó không phải của anh ấy mua đâu tôi thấy ngại quá không giống tôi, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, tự mua Porsche. Cái xe này, anh chắc là của anh chứ. Cậu có ý gì? Đây không phải xe tôi, chẳng lẽ là xe của cậu à? Cậu muốn tôi mang hợp đồng cho cậu xem không? Ôi, Trương Siêu Anh đừng để ý đến anh ta nữa. Tuyết Vũ, cậu chẳng ý tứ gì hết. Anh ta không mua nổi xe, còn nói Trương Siêu nhà chúng tớ. À, tôi cũng không có ý gì đâu. Tại cái xe này nhìn có hơi quen, Hôm nay chúng ta sắp xếp như nào đây? Hôm nay bạn của tôi mới làm một cái quán bar. Tên là quán bar phong thần. Cách nơi này không xa. Hay là chúng ta qua đó ngồi thử chứ? À đúng rồi, làm hội viên của bên cậu ấy, phải trả 5 vạn. Nhưng rất riêng tư. Được đó, được đó. Đúng lúc em đang thấy chán. Chúng ta qua đó Lục Phong, quán bar phong thần. Là quán bạn của anh mở sao? Không phải chứ. Anh rốt cuộc có ý gì? Trương Siêu mới mua xe. Thì anh hỏi có phải xe của anh Đến bạn không? của anh ấy mở quán bar. Anh cũng hỏi đấy có phải bạn của anh ấy không? Tóm lại là thứ mà anh không mua được, chuyện mà anh không làm được, người khác cũng phải không mua được, không làm được có đúng không? Tôi không có ý đó. Vậy anh có ý gì? Quán ba là của bạn, trương siêu mở. Anh có đi hay không? Không đi thì thôi. Vừa rồi là tôi nói nhầm, đây là quán của sếp mở. Đúng thật là không phải của bạn tôi mở, nhưng mà bạn tôi làm việc ở đó nên tôi cũng sẽ có đãi ngộ của khách quý thế thì cũng hơn cái loại người chỉ biết ghen tị với người khác không biết cậu lục đây có thích uống rượu không tí nữa không xe không về đi thôi ây anh siêu tới rồi à giới thiệu cho mọi người một chút cậu ấy là lưu ngạo là trưởng quán của quán ba này vị này là cô hạ còn vị này là cô kỳ được rồi lục phong chắc bình thường cậu ít khi được đến những nơi cao cấp như thế này nhỉ không sao có việc gì thì cứ tìm anh lưu có cái gì không hiểu thì cứ đòi đều là bạn với nhau cả mà không sao đâu. chỗ các người có phòng riêng không chúng tôi còn có hai cô gái muốn tìm một căn phòng riêng tư một chút này lục phong anh đừng có rảnh quá mà kiếm chuyện nếu không phải có trương siêu anh đến cửa còn không bước vào được anh đã hiểu chưa đi ăn ké uống ké còn muốn người ta tìm phòng cho anh sao anh không lên trời luôn đi tôi trả bằng thẻ có được không Bây giờ chắc là không được rồi, VIP cao cấp của chúng tôi đều là người đã được sắp xếp cả cái giang nam này chỉ có đúng 100 danh ngạch thôi. Được rồi, được. Lục Phong, nơi này, không phải là nơi cậu muốn đến thì đến đâu, cậu ra ngoài ngồi đi. Lục Phong, anh ngồi đây cũng được mà, không cần anh vào theo bọn em đâu. Ấy, anh thần đây là sếp của chúng ta, Hà Thần Đông, anh thần, được, cậu dẫn bọn họ vào phòng VIP ừ. 8 đi, phòng VIP 8. Không phải phòng mà anh nói, để cho vị khách quý đến sự sao. Không sao đâu. Anh thấy em mang bạn của em ra bên ngoài ngồi chơi cũng được mà. Anh không cần phải lo đâu. Bọn họ là khách quý. Cậu dẫn bọn họ vào đi. Ha ha ha. Thần thiếu. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ tài cao mà ha. Được. Vậy lưu ngạo cậu đưa bọn họ vào đi. À, vâng vâng. Cảm ơn thần thiếu. Hai, anh siêu không nghĩ đến cậu còn quen cả thần thiếu cơ đấy. Nếu cậu mà nói sớm, tôi đã cho cậu vé thử nghiệm luôn rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thấy chưa Lục Phong? Tôi đã nói rồi. Chuyện mà anh không làm được. Đừng có nghĩ người khác cũng không làm được. Anh không phải nghi ngờ, chủ quán ba có bạn ừ. của Trương Siêu hay sao, giờ anh thấy rồi đó. Nếu không phải là bạn, thì sao chúng ta có được đãi ngộ của khách quý chứ? Tuyết Vũ, chúng ta vào thôi. Ra vẻ thanh cao cái gì chứ, hưởng được tí ánh sáng của Trương Siêu mới có thể vào được phòng khách quý, đến cả câu cảm ơn còn không có. Đúng là phòng của khách quý có khác, tiếp đãi cũng được đó chứ. Rượu vang đỏ còn có thêm đá. Đúng là tiếp đãi không tồi. Cũng được. Ở trong mắt anh, thế này chỉ mới là cũng được thôi sao. Anh phải biết là nếu không có trương siêu, anh muốn tiêu tiền vào đây cũng không được, vậy thì tôi phải cảm ơn rồi. Anh có thái độ gì đấy? Đúng là nghèo còn hay mang rắc rối. Được rồi. Cậu Lục nếu đã làm con rể của kỳ gia, chắc hẳn đã từng tham gia không ít tiệc rượu cũng không phải hiếm thấy chắc rượu vang đỏ cũng uống qua nhiều rồi nhỉ chỉ nghiên cứu một chút thôi uống bừa là được sao có thể uống bừa được chứ chai rượu vang đỏ này xem năm sản xuất mà uống bừa thì có gì thích chú ai nha trương anh đừng làm lục phong khó xử mà anh ấy chỉ là một người nội trợ thôi mà anh còn nói về rượu vang đỏ với anh ta nói đến rượu gia vị chắc còn biết nhiều hơn đấy nào Uống cùng cậu hai ly ấy, à, Lục Phong, anh bình thường không, không uống rượu, anh có uống được không đó? Không sao, ôi, Tuyết Vũ, làm gì có người đàn ông nào mà không uống rượu chứ? Chúng ta xem là được rồi. Hương vị của rượu cũng được, tuy nói là đồ tặng, nhưng mùi vị cao cấp này cũng đã đạt đến vị của Laffy. Cậu Lục, chắc là chưa từng uống qua Lafty nhỉ. Từng loại rượu vang khác nhau. Đều tự sản sinh ra một mùi vị khác nhau. Rượu vang đỏ Bordeaux, hương vị trái cây làm người say mê, tiêu biểu. Chính là loại rượu vang Lafty theo lời cậu nói. Hương vị Burgundy nồng đậm, có ít thành phần tannin, cho vào miệng uống sẽ biến đổi. Càng thêm tuyệt mỹ, giống như ly rượu trong tay anh. Cậu Lục chẳng lẽ muốn nói, loại rượu này không phải là Bordeaux, mà là Burgundy. Lục Phong, tí nữa anh không sao đâu. Anh sẽ có chừng mực. Nói cứ như là mình hiểu lắm vậy. Vậy cậu nói đi, đây là loại rượu gì? Romani Conti của Pháp, sản xuất từ khu trung tâm của Burgundy. Loại rượu này, trong danh sách đăng ký mua chỉ có 300 người, chỉ có các nhà hàng nổi tiếng, mới có tư cách đặt hàng. Loại này là 208 năm, cũng tầm 15 vạn tệ. Anh thấy có đúng không? Quán ba này. Thật là bất phàm. Cậu chắc chắn là 15 vạn? Cũng không biết nữa, chúng ta thử nghiệm miễn phí. Không biết có bao gồm chai rượu này không nữa trời ơi, anh uống còn chứ con nói bừa nữa. Rượu này cũng bình thường, làm gì đến nỗi 15 vạn, đúng là bình thường thật. Cũng không nên chỉ nhìn mỗi giá cả. Rượu đắt như nào đi nữa, cũng phải xem khẩu vị của mình có hợp không. Rượu này không hợp khẩu vị của tôi. Tớ nói này, rượu này chắc chắn không quý như vậy đâu. Loại rượu 15 vạn này, cứ bày thế này ra đây. Nếu không phải là khách quý đến, thì sẽ lãng phí làm đó. Tuyết Vũ, chúng ta cũng đến thử tí đi. À, ấy, cô kỳ chờ chút. Loại rượu này, không thể cầm như vậy được. Cô nhìn cái tay này phải để như vậy. Cảm ơn anh, tôi đã học được rồi. Anh dám động vào tay cô ấy. Tôi bẻ gãy tay anh. Lục Phong, cậu làm gì thế? Tôi chỉ là dạy cô kỳ, tư thế cầm rượu đúng thôi mà, cậu mau buông tay ra cho tôi. Tiểu Vũ là người mà cậu muốn chạm thì chạm vào được sao? Lục Phong, anh có ý gì đó? Sao anh lại đánh Trương Siêu? Tại sao tôi đánh Trương Siêu? Cô vừa nãy không thấy cậu ta muốn làm gì chẳng đó? phải chỉ là giúp tôi điều chỉnh tư thế một chút thôi sao? Chuyện này thì có gì? Nếu là anh giúp tôi, Trương Siêu cũng sẽ không tức giận. Một tên đàn ông như anh, sao nhỏ mọn quá vậy? Cho dù là cô, cô cũng không xứng để so với cô anh nói cái gì. Anh chỉ mua được có con xe BMW SS thì có gì hơn người chứ. Có giỏi thì mua Porsche đi. Hừ, chỉ là một con xe Porsche. Mà đã khiến cô có sức lực lớn như vậy. Lục Phong, cậu đừng có mà ngu cuồng. Cậu đừng có mà quên đây là nơi nào. Cậu đừng quên ai mới là khách quý của nơi này. Chính là dựa vào quan hệ của Trương Siêu. Anh mới có thể bước vào phòng khách quý này. Thế mà còn dám đánh Trương Siêu. Còn nói không phải vong ân bội nghĩa thì là gì. Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Đều im hết vào cho tôi. Không được. Trương Siêu tôi ở Giang Nam, làm gì có ai dám đánh. Cậu là người đầu tiên. Cậu chờ đó cho tôi. Chuyện này chưa xong đâu, chưa xong. Vậy anh muốn thế nào? Thế nào ấy hả? Tôi phải cho cậu biết, ai mới là khách quý ở đây. Lưu Ngạo, Lưu Ngạo. Tôi bị người ta đánh. Anh Siêu. Ai dám đánh anh, để tôi xem là ai. Bọn họ có nhiều người quá. Chúng ta mau về thôi, đánh người xong còn muốn chuồn à. Coi đây là nơi nào vậy hả? Chúng ta về thôi, bọn họ có nhiều người như vậy, chúng ta về đi có được không? Không sao. Lục Phong, cậu không phải lợi hại làm sao? Hôm nay tôi phải để cậu bò ra ngoài. Hạ Lam, cậu giúp chút đi mà, cậu khuyên Trương Siêu đi. Chuyện này chúng ta có thể, ngồi xuống nói chuyện với nhau vũ, không phải là tớ không muốn giúp cậu, nhưng mà Trương Siêu cũng không thể để bị đánh vô ích được. Trương Siêu dù gì cũng là quản lý cấp cao của bất động sản phong vũ còn là khách quý nữa ở nơi này bị đánh cho dù chúng tôi có nhường nhịn, thì chắc bạn của trương siêu cũng sẽ không vui đâu đúng vậy đánh khách quý của chúng tôi còn muốn bình yên vô sự nhóc con hôm nay cậu bỏ ra ngoài hay là để tôi đánh cậu rồi ném cậu ra ngoài đại thần bình thường không dạy dỗ các người vậy thì hôm nay để lục phong tôi dạy dỗ các người thằng này mày sắp chết đến nơi rồi mày có biết không anh siêu chính khách quý của sếp bỏ tao mày có biết bối cảnh sau lưng anh thần lợi hại mày có biết không hả à? anh biết sao thật ra tôi cũng không định đánh anh mày cứ chờ đó cho tao để tao đi gọi ông chủ của bọn tao vậy thì gọi ông chủ của các người ra đây mày cứ chờ đó cho tao để xem tí mày phải cầu xin tao như nào được thôi đến lúc đó nhìn xem ai phải cầu xin ai chẳng biết lấy đâu ra tự tin như thế nữa anh thần chính là nó nó đánh khách quý của chúng ta cậu đánh anh ấy rồi sao vâng tôi đã đánh nó rồi sao thế tôi hỏi lại cậu lần nữa cậu đánh anh ấy rồi anh ấy mà cậu còn dám cậu có biết anh ấy là ai không không biết nhưng mà nó đánh anh siêu mà nó đánh khách quý anh siêu thì là khách quý cái nỗi gì đây mới là khách quý thật sự lục phong cái gì ư ừ, anh ấy mới là khách quý anh thần anh không nhầm đấy chứ đây mới là trương siêu là người của bất động sản phong vũ này cho dù là lão tổng của phong vũ đến đây thì cũng không bằng một sợi tóc của lục phong anh thần tôi sai rồi cho tôi thêm một cơ hội nữa đi ngày mai cậu không cần đi làm nữa cậu đánh tôi tôi đánh cậu Vậy tính là hòa nhau rồi. Đại thần. Thôi vậy, cứ giữ lại cậu ta đi. Nếu anh Phong đã tha thứ cho các người, vậy thì giữ lại các cậu đi. Cảm ơn ngài Lục. Rốt cuộc Lục Phong là ai? Anh ấy là đại ca của bọn tôi. Hạ Lam, chúng tôi về cậu về làm gì? Không thì lên posture của Trương Siêu ngồi, rồi chúng ta đi dạo đi, thử một chút cảm giác thoải mái khi ngồi posture ở quán ba kia. Lục Phong có lẽ là khách quý, nhưng mà ở bên ngoài thì anh ta là cái thá gì? Đúng vậy, dù sao xe này là của tôi mua. Tự mình mua mới thoải mái. Muốn cho ai ngồi thì ngồi. Được rồi, mang con xe Porsche của anh, cút về đi. Này, Lục Phong, sao tôi nghe anh nói chuyện cứ thấy chua thế nào ý? Đừng tưởng rằng anh quen được, bạn bè có tiền, đã không biết mình là ai. Ai mà không quen, mấy người có tiền chứ. Trương Siêu có ít nên mới, mua được xe cho mình. Còn anh cho dù là khách quý Đến xe còn là xe đi mượn Lấy xe đi mượn giả làm người giàu Đây nào phải chuyện đàn ông có thể làm chứ Thôi, Lục Phong chúng ta về đi Không sao Anh luôn mùng nói đàn ông này đàn ông nọ Để tôi chỉ cho anh biết thế nào mới là đàn ông Nếu không thì không bao giờ kết thúc mất Sao, muốn lái thử Xe Porsche của tôi sao Ban nãy anh nói Lấy xe mượn giả làm người giàu không được coi là đàn ông đúng không? Sao? Tôi nói không đúng à? Vậy anh là đàn ông à? Chiếc xe này có phải là của anh không? Tôi. Không phải của tôi chẳng lẽ của anh thật sự muốn tôi vạch trần anh à? Đâu? Anh thử vạch trần cho tôi xem nào. Cho dù anh có nói gì, thì chúng tôi ngồi Porsche. Còn anh chỉ có thể ngồi BMWKS thôi. Chuyện về xe nên xử lý đi thôi. Được, Phong thiếu ra. Ha <laughs> ha. Xem ra con xe Porsche này, các người không ngồi được nữa rồi. Lục Phong anh nghĩ anh là ai chứ? Xe của chúng tôi tôi muốn ngồi đâu trả được. Dẫm đạp lên còn được nữa là. Cho dù anh có biết bên bán xe, thì cũng trả quản được chúng tôi. Đây là xe do Trương Siêu trực tiếp thanh toán đó. Trực tiếp thanh toán, có hiểu không? Anh chỉ sợ là. Đến cả trực tiếp thanh toán là cái gì còn không biết. Thôi mà Lục Phong, chúng ta về đi. Tuyết Vũ nghe anh đi. Nếu hôm nay chúng ta để họ đi, họ còn có thể ở trước mặt em thể hiện sự ưu việt. Nghĩ lại xem lúc trước họ đối xử với chúng ta như nào. Cứ tin anh đi, anh sẽ xử lý tốt. Thành thật mà ngồi BMWS không thích sao. Ít nhất tôi còn có BMWS để ngồi, còn Porsche này. Chắc các người không ngồi nổi nữa rồi. Trương siêu anh nghe thấy chưa? Anh ta nói chúng ta không ngồi vào được kìa. Bây giờ, anh mở cửa xe ra cho em, để em ngồi vào cho bọn họ xem. Alo, alo anh Từ à, sao anh lại gọi điện cho em thế? Sao cậu lại xe tôi ra ngoài? Không phải nói chỉ để ngày hôm qua, cậu đi tiếp khách hay hôm sao? Hôm nay sao lại thế này? Tôi nghe nói cậu bảo người ta, đây là xe cậu mua, đây là có ý gì? Ôi trời ơi, xin lỗi anh Từ, xe đúng là do em mang ra ngoài. Nhưng mà là để đi ăn Lát nữa em mang về cho anh Đứng tại chỗ đừng Alo alo từ chủ quản Từ chủ quản từ chủ quản Đứng đó đợi cho tôi Đừng đụng vào xe Tôi sẽ kêu người mang xe đi Ấy 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 Đừng Trương siêu sao nhìn anh lo lắng thế Anh mau mở cửa xe ra đi Để cho tên quê mùa này Nhìn tôi có thể Ngồi trên xe Porsche này hay không không thể ngồi lên xe nữa, sao thế, Trương Siêu? Anh nói giỡn đúng không? Anh cố ý nói thế à? Có phải là để đùa giỡn tên quê mùa này đúng không? Anh nói là không ngồi xe này được nữa. Trương Siêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Xe này? Đơn giản thôi, xe này là do anh mượn, giờ chủ xe muốn đòi lại xe, các người không thể ngồi vào xe này nữa rồi. Không thể nào? trương siêu anh gạt em à anh ta nói đều là thật đi thôi chúng ta chỉ có thể ngồi bmws thôi lục phong anh đắc ý cái gì xe là của trương siêu mượn thì thế nào anh cũng có tốt đẹp gì đâu cũng chỉ là đi mượn thôi tôi nói cho anh biết hói đầu còn đi chê hòa thượng các người có là hòa thượng không thì tôi không biết nhưng tôi không phải là người hói đầu Thì ra Lưu Hân nói đúng, người mua đứt chiếc xe này lại chính là Lục Phong. Trương Siêu, anh thế mà nói người ta là đi mượn xe để giả giàu, không phải là đàn ông. Kết quả ai mới là người không phải đàn ông, anh hại chết tôi rồi. Ấy, Lục Phong, sao anh biết xe của Trương Phong là đi mượn thế? À thì ngày hôm đó, anh đưa em đến, bất động sản phong vũ nói chuyện hợp tác sao? Lúc đó anh ở dưới đợi em, ở bãi đỗ xe thấy, cái xe kia biển số xe cũng giống nhau. Anh nhớ lúc đó trương siêu còn chưa làm ở bất động sản phong vũ, thế nên xe chắc chắn không phải là. Cho nên anh mới đi hỏi người bạn đang ở đi làm ở tập đoàn phong vũ kia. Anh còn thật tiện hạ lan đá xe của anh nói cho anh ấy biết. Vậy cái anh ném xuống dưới đất là cái gì thế? Đây. Trời ơi, cái này là của anh thật hả? Anh đã nói cho em biết rồi mà chỉ tại em không tin anh thôi. Nhưng mà anh lấy tiền đâu ra để mua vậy? Lúc ấy là do anh làm trung gian để kỳ ra với bất động sản phong vũ. Ký hợp đồng. Sau đó người bạn kia vì muốn cảm ơn anh nên đã tặng cho anh một cái xe. Nhưng mà ký hợp đồng với bất động sản phong là một vụ rất khó mà. Phải là chúng ta cảm ơn anh ấy sao anh ấy lại đi cảm ơn chúng ta? Này, công lao của anh lớn lắm đó. Với lại ngày mốt anh ấy còn mời anh tham gia lễ khởi công đấy. Thôi, anh đừng khoe nữa. Lễ khởi công tất nhiên là phải đi rồi. Em đưa anh đi. Anh còn có thể đi lên cất băng nữa đấy. Nghĩ gì thế? Anh nghĩ anh là ai cơ lắm đó? Đều là nhân vật có máu mặt. Anh nghĩ ai cũng thể lên được à? Nếu là anh thì chắc không được đâu. Vào ngày cất băng rồi em sẽ biết. Lam Lam, mở cửa đi. Anh đi đi, tại anh nói, hôm nay sẽ chèn ép được lục phong. Kết quả là khiến em mất hết mặt mũi. Hại em ở trước mặt Tuyết Vũ, mất hết thể diện. Anh là đồ phế vật. Không đúng, anh đến cả tên phế vật Lục Phong kia còn không bằng. Tên phế vật Lục Phong kia còn có cái xe BMW để mà ngồi, còn em thì sao? Chỉ có thể bắt xe để mà về. Không phải đâu, Lam Lam em nghe anh. Chuyện này là chuyện mà ai cũng không thể nghĩ đến mà. À, ai mà biết nó có thể quen được thần đâu chứ, thằng nhóc đó. Như này đi, Lam Lang, thằng lục phòng đó, cảm thấy mình rất lợi hại. Đợi đi, rồi anh sẽ cho nó thấy đại nhân vật thật sự của Giang Nam. Anh có cách để báo thủ cho nỗi hận ngày hôm nay sao? Có, nhưng phải cần em phối hợp cùng. Bây giờ em mở cửa chúng ta bàn bạc một chút. Lục Phong, có phải anh hiểu lầm gì với Lam Lam không? Em thấy anh giống như không thích cô ấy lắm em thấy các em không hợp làm bạn của nhau lắm. Cứ cách xa cô ấy tí đi. Anh thấy hả? Cô ta mang em đi bán. Em còn ngồi đếm tiền dùng cô ta. Sao có thể chứ? Hạ Lam không phải người như vậy đâu. Đó là trước kia. Bây giờ không giống rồi. Đấy là do trước kia em kém cô ta. Cho nên quan hệ mới không tồi. Nếu có một ngày, em sống tốt hơn cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ đứng ngồi không yên. Hạ Lam không phải con người như thế đâu. Chắc chắn là không phải. Anh đừng có mà nói bệnh. Tiểu Vũ, em đúng thật là có tấm lòng tốt mà. Alo, sao thế Hạ Lam? Tuyết Vũ là tớ đây. Chuyện hôm nay xin lỗi cậu. Tớ chỉ là thấy Lục Phong đánh Trương Siêu rất tức giận, nên mới giận không giúp cậu. Được, được, tớ cũng có giận cậu đâu. Cậu không cần lo lắng. Lúc đấy do tớ bị dọa sợ, nên mới đi về thôi. Tớ gọi điện thoại là do sợ cậu giận tớ. Dù gì chúng ta cũng là bạn thân với nhau mà. Được rồi, tớ không giận cậu thật mà. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Không được, tớ nhất định phải giải thích trực tiếp với cậu. Bây giờ cậu có rảnh không? Bây giờ ý hả? Không cần đâu. Bây giờ muộn quá rồi. Cũng không có phương tiện. Không được, nếu cậu không đến là vẫn còn giận tớ. Như thế này đi, kệ cậu có đến hay không, tớ vẫn sẽ ở đây đợi cậu. Địa chỉ sẽ gửi cho cậu. Tớ cúp máy trước đây. Bye bye. Lục Phong, Hạ Lam, ấy ấy không được, muộn lắm rồi em không thể ra ngoài được. Nhưng không đi thì phải làm sao giờ? Hạ Lam đang ở đó đợi chúng ta đó. Hừ nếu mà đi thật chỉ sợ là hồng môn yến. Sao trước đây em lại không biết anh sống nhỏ nhen như thế nhỉ? Hạ Lam dù gì cũng chỉ là một cô gái, anh so đo với cô ấy làm gì? Với lại Hạ Lam cũng muốn giải thích cho chúng ta. Rằng anh còn muốn gì nữa? Tuyết Vũ, em phải tin anh, anh chắc chắn sẽ không hại em đâu. Hạ Lam làm bạn với em nhiều năm như vậy, cô ấy sẽ không hại em đâu. Thôi, không cần anh đi cùng em, em tự đi cũng được. Muộn lắm rồi thôi để anh đi cùng em. Vậy thì nhanh lên, đi thôi. Trương Siêu em không nghĩ anh lại quen được người lợi hại như vậy anh nói cho em biết ông chủ quán ba rách kia là cái thá gì vương thiếu chỉ cần lấy bừa một con xe có thể mua đứt được cái quán ba rách kia rồi nó chả là cái thá gì anh nói em nghe hôm nay lục phong bước vào nơi này em cứ xem đi nó sẽ phải ăn quả đắng hôm nay đừng hòng vác cái mặt đắc ý về nhà còn tuyết vũ kia, còn muốn nhờ lục phong để áp em. Mơ mộng hão huyền. Ấy, tuyết vũ, em đi tìm hạ lam trước đi. Anh còn có chuyện phải bàn bạc. Được. Đi đi. Nè, tuyết vũ tớ biết, cậu sẽ đến mà. Sao mà nhiều người thế? Cậu không nói với tớ có nhiều người đi cùng như vậy. Bọn họ là bạn của Trương Siêu. Tình cờ gặp mặt nên ngồi chơi ý mà. Ha 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 nào nào nào. Cô Kỳ, để tôi giới thiệu cho cô. Đây là thái tử gia của tập đoàn Vương Thị. Vương Đằng, Vương Công Tử. À, chào anh, còn đây là cô Kỳ. À ha ha ha. Ồ, thì ra đây chính là người đạt được danh hiệu đại mỹ nữ của Giang Nam. Cô Kỳ, đúng là danh bất hư truyền. Khí chất của cô Kỳ đây, đúng là không tầm thường tí nào. Có được không? Kỳ tiểu thư có thể nề mặt tôi một chút được không? Cậu là ai? Tôi là Lục Phong. Nào nào nào, uống rượu uống rượu nào. Tuyết Vũ, hôm nay cô đến muộn, phải tự phạt ba chén đó. Anh biết tử lượng của em không tốt mà. Ôi trời bạn bè hôm nay đều ở đây, uống tí thì có sao đâu. Với lại nếu cậu uống nhiều, thì cứ để cho vương tộc Lai Maxerati đưa cậu về. Tuyết Vũ, nếu cậu không uống, là còn giận tớ đấy nhé. Tớ biết mà, cậu không tha thứ cho tớ. Được rồi, tôi hơi, tôi hơi. tớ uống, để anh uống cho. Lục Phong, anh vội cái gì? Anh cũng phải, ừ. phải uống ba chén mà. Không sao, rượu của Tuyết Vũ từ trước đến giờ toàn là tôi uống. Lục Phong đúng không? Anh có biết đây là rượu sake không? Tác dụng chậm nhưng lớn, cậu có được không đó? Chỉ là sáu chén thôi mà, rót đi. Lục Phong, anh có uống được nếu cậu Lục đã muốn? Thì thỏa mãn cậu Lục vậy. Lục Phong, anh có được không vậy? Tận sau chén đó. Không uống được thì đừng cưỡng ép bản thân. Nếu tôi mà không uống được, chắc có lỗi với các người đã bố trí tỉ mỉ nhỉ. Vị của rượu rất nhạt. người này chắc là rượu thần ý nhỉ? Lợi hại quá đi. Nghe nói đàn ông có thể uống rượu rất tốt đó, thận mà tốt, thì chắc chắn là. Tử lượng của cậu lục đúng là rất tốt. Nào nào nào, uống rượu nào. Từ khi nào mà anh uống giỏi như vậy em còn không biết nữa. Chuyện em không biết còn nhiều hơn nữa cơ. Giả vờ giả vị. Chén này chúng ta phải mời vương thiếu gia. Dẫu sao thì. Nếu không có Vương thiếu thì chúng ta cũng không thể ngồi ở phòng VIP như thế này. Lục Phong, còn đợi gì nữa? Mau đứng lên kính rượu Vương thiếu đi, nhanh, nhanh lên. Kính rượu? Chỉ bằng mấy người. Làm gì có đủ để tôi kính rượu các người? Cậu muốn chết à? Cậu có biết tôi là ai không? Dám nói không đủ tư cách để cậu kính rượu. Anh ngay nói thật thôi mà. Chắc là do cậu đã uống sáu chén giờ không uống nổi nữa nhỉ? Không sao, nói là được mà, tôi sẽ không để cậu uống. Đã nói là anh không có tư cách thì là không có tư cách. Nghe không hiểu à? Được, được, cậu nói tôi không đủ tư cách, thì để tôi kính rượu cậu, cậu có dám không? Sao lại không dám? Tôi nghe Trương Siêu nói, cậu chỉ là một tên phế vật hề nhát, dám ở trước mặt vương đằng này, thể hiện. Từ trước đến nay, uống rượu tôi chưa từng sợ ai. Cậu không phải thiếu tiền sao uống hết đống rượu này, tôi cho cậu thẻ bên trong có 10 vạn. Lục Phong, em không cần số tiền này đâu, rượu cũng không muốn uống. Không sao. Hình như vừa nãy Vương Tổng nói uống rượu chưa từng thua ai. Hay là thế này, nếu Vương Thiếu Gia đã giỏi uống như vậy, chỉ có mình tôi uống thì không vui gì cả. Vương Thiếu, chúng ta cùng uống đi. Ý cậu là, muốn liều với tôi sao? Được, chúng ta mỗi người một nếu như cậu say sau tôi. Thì ngoài số tiền này ra tôi còn có thể cho anh thêm 10 vạn. Nhưng nếu như anh thua, anh có thể cầm tiền đi nhưng cô ấy phải ở lại. Người phụ nữ của tôi mà anh còn dám nghĩ đến. Lục Phong, anh đừng nghe anh đừng uống nữa, anh đã uống 6 ly trước đấy rồi. Không sao đâu. Vì em, anh sẽ không thua đâu. Em yên tâm đi. Mời Mời vương thiếu Vương Thiếu Mời uống Quả nhiên Lục Phong là một tên nghèo kiết xác Đến lúc này rồi Còn nghĩ đến việc lấy tiền Tuyết Vũ không phải là ván cược Cô ấy là người phụ nữ của tôi Anh lấy cái gì để đấu với tôi Lục, Lục Phong Cậu, cậu thế mà Dám đánh Vương Thiếu Anh kích động như thế làm gì anh ta là ba của anh sao? Không phải chỉ có 10 vạn tệ sao? Tôi tặng cho anh một món quà. Đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Quà gì? Đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Chúng ta đi. Ê ê, cậu đứng lại cho tôi, chuyện cậu đánh Vương thiếu vẫn chưa xong đâu, đi thôi. Xịt, đừng nói. Xem kịch hay nào, anh đã chuẩn bị cho bọn họ một bất ngờ, bất ngờ, bất ngờ gì vậy? Một lát nữa em sẽ biết thôi. Trương Siêu. Đây là không có sai sót nào mà anh bảo với tôi Lam, Lam à. Em nghe anh giải thích. Anh mau cút đi cho lão nương. Cút. Đây là chương Công Tử dặn dò chúng tôi. Tặng miễn phí cho mỗi phòng riêng ạ. À. Rượu hoàng gia. Mời thưởng thức ạ. À. Trương Công Tử nào vậy? Có tiền như thế? Mỗi phòng riêng một chai rượu. Không phải 100 vạn. Cũng phải tầm 80 vạn. Trương Công Tử gì chứ? Tôi đoán cậu ta cũng chỉ là một kẻ ngốc, anh không thể bỏ ra số tiền này thì đừng có cay cú người khác. Trương Siêu, tôi lúc trước sao lại không phát hiện. Đến số tiền ít ỏi như thế này anh cũng không bỏ ra làm sao có thể không có số tiền này được chứ, tôi cũng không phải là tiếc tiền. Em nói xem mấy mấy vạn tiền mua cho người khác ít đồ vật không tốt hơn sao, còn mời mỗi người một bình. Đây không phải ngốc nếu anh thật sự làm như thế, thì anh đúng là đồ đần độn, chính là một kẻ ngốc. Còn mang họ trương, Thật sự là hạ thấp họ Trương mà. Đây là hóa đơn tiền rượu mà tối nay đặt tặng à. Ngài xem thanh toán như thế nào ạ? À? Không, không, không. Cô nhầm người rồi. Không phải tôi, không phải Đức Vũ. Chúng ta nên đi thôi. Không được, em phải quay về cứu Hạ Lam. Em đi làm gì chứ? Em đến trả tiền à? Em không phải có ý đó. Vậy em vào làm gì? Chịu đoàn cùng bọn họ à? Chuyện này anh đã tính hết rồi. Chúng ta đi thôi. Lục Phong anh hãy nói thật với em chuyện này. Rốt cuộc cố liên quan đến anh không? Lúc vừa mới đến, anh đi tìm quản lý, nhét cho bọn họ một ít tiền. Sau đó dặn dò bọn họ, trương công tử muốn tặng rượu. Cũng được xem như là một chút quả đáp lễ thôi. Anh làm như thế rất quả đáng. Hạ Lan, đến để xin lỗi chúng ta. Sao anh có thể làm như thế chứ? Tuyệt Vũ à? Em lương thiện là rất tốt. Nhưng nếu lương thiện quá mức, sẽ trở thành kẻ ngốc. Hạ Lan là thật sự muốn xin lỗi chúng ta sao? Thế cô ta tại sao gọi bọn Trương Siêu đến? Hả? Em nghĩ lại xem. Nếu như em uống hết ba ly rượu, em sẽ thành bộ dạng gì nếu hôm nay anh không đến sẽ như thế nào bọn họ sẽ ép dựa bọn mình bọn họ rốt cuộc muốn làm gì không phải đâu em là bạn tốt rất nhiều năm của hạ lam nhất định không phải như thế anh em rồi thì còn quay lưng với nhau chắc hạ lam chỉ là nhất thời hồ đồ thôi em yên tâm đi anh sẽ xử lý ổn thỏa anh chỉ muốn dạy dỗ bọn họ một chút thôi sẽ không ép bọn họ đến đường cùng đâu alo hạ lam cậu sao rồi có phải cậu gặp rắc rối rồi cô đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa Chúng tôi có như thế nào? Liên quan gì đến cô chứ? Hạ Lam, sao cậu lại là, là đang quan tâm cô? gọi điện thoại hỏi thăm cậu này. Không nhập cô quan tâm đâu. Chúng tôi bây giờ tốt lắm. Đừng quên rằng, Trương Siêu là người của bất động sản phong vũ. Bất động sản phong vũ muốn bảo vệ ai, còn không phải nhẹ như trở bàn tay à. Vừa đúng lúc người của bất động sản phong vũ đã liên lạc với chúng tôi rồi. Bọn họ sẽ đến ngay lập tức. Ai dám làm gì chúng tôi? Tôi đã từng nói qua, tôi sẽ xử lý chuyện. Bây giờ có thể về nhà cùng anh rồi chứ? Cậu chính là Trương Siêu à? Vâng ạ. À. Cậu cũng khá có bản lĩnh nhỉ. Có thể khiến lục tổng của chúng tôi. Phải tôi đích thân đến đây cứu cậu. Lục thiếu? Tôi không quen ai là lục thiếu cả. Tất nhiên rồi. Lục thiếu là cành vàng lá ngọc. Đâu phải người cậu muốn gặp là có thể gặp. Đủ rồi. Tôi không muốn nhiều lời với cậu nữa. Lục thiếu muốn chuyển lời đến cậu. Bốn từ tự lo cho mình. Tôi có quen lục thiếu nào đâu. Tự lo cho mình. Ta a ha. Chẳng lẽ người mà lục thiếu cứu không phải tôi. Không phải chứ. Lục thiếu nhất định là đến cứu tôi. Ôi trời ơi. Cảm giác được lục thiếu bảo vệ thật là tốt. Hạ Lam. Cô và cái tên lục rốt buộc có mối quan hệ gì? Chuyện này liên quan gì đến cái đồ phế vật như anh được lắm Hạ Lam, cái con đàn bà xấu xa. Đúng, đúng, đúng. Tôi là người phụ nữ đúng, 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 đúng. được lục thiếu nhìn chúng, đúng, anh cũng đúng. dám động vào tôi? Si, cô, cô đợi đó đúng, cho tôi. Đúng, ba, là, kỳ tuyết vũ này nhất đúng, định là có chân với người phụ trách của bất động sản lục phong, nếu không lúc cắt duy bằng chỉ để mình cô ta đi chứ? Con đã mặc tây trang, chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Bây giờ nói con không còn việc gì nữa. Đừng nói là con. Ta đường đường là chủ tịch kỷ. Con không có tư cách. Ba. Nhất định là kỳ tuyết vũ. Đã thổi gió bên tai bất động sản phong vũ. Cô ta bên kia nhất định đã mắng kỳ ra chúng ta. Không được. Từ lúc kỳ tuyết vũ đảm nhận chức vụ tổng giám đốc, năng lực xuất chúng. Nếu tiếp tục như thế này, vị trí chủ tịch này sẽ bị lung lay. Như thế này. Buổi lễ ngày mai, con hãy vạch trần chuyện của kỳ tuyết vũ và bất động sản phong vũ giao cho lục phong một cặp sừng to đùng trên đầu ba quyết định rồi sao con đã sớm muốn làm như thế này rồi đến lúc đó đừng nói là kỳ tuyết lục phong chắc chắc sẽ tức đến học máu kỳ tuyết vũ lại thân bại danh liệt lão thái thái nhất định sẽ không để một kẻ thân bại danh liệt nắm giữ sản nghiệp của kỳ gia nhớ kỹ việc này không được để cho người ngoài kỳ gia biết được ba yên tâm con nhất định sẽ làm tốt chuyện này con đi đây Tuyết Vũ à, mọi việc sắp xếp như thế nào rồi? Phong Yên tâm đi bà nội, con đã sắp xếp thỏa cả rồi. Con làm việc thì ta an tâm rồi. Ta nghe nói, ngày mai con còn phải lên sân khấu cắt duy băng. Đây quả thật là một cơ hội tốt. Hãy tiếp xúc với những người có năng lực nhiều vào. Anh nói này em họ, danh sách lên sân khấu cắt duy là cô quyết định đúng không? Không phải tôi. Là tập đoàn Phong Vũ yêu cầu tập đoàn Phong Vũ sắp xếp. Ba tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, còn không có tư cách. Phong Vũ làm như thế, nếu anh cảm thấy có vấn đề thì trực tiếp đến đó tập đoàn phong vũ bất động sản phong vũ sao có thể để ý đến tôi không có bản lĩnh như cô mê hoặc bất động sản phong vũ đến hồn bay phách tán rồi kỳ hồng vũ anh nói vậy là có ý gì anh đang ngậm máu phương người tôi có ý gì cô là người rõ nhất cô đã làm cái gì còn sợ người khác biết được sao kỳ hồng vũ tôi tôi đã làm cái gì hôm nay anh nhất định phải nói rõ, rõ. cô bây giờ bị tôi nói đúng tim đen rồi nên tức đến bốc khói rồi phải không cho dù cô ấy có làm gì thì liên quan gì đến anh nếu cậu biết cô ta đã làm gì cậu sẽ không nói, sẽ không nói thế nữa đâu. Lục Phong, em không có. Tôi nói rồi, cho dù cô ấy có làm gì, cũng là chuyện riêng của nhà chúng tôi, không liên quan gì đến anh. Tự lo cho mình trước đi. Bà nội, con vẫn còn có một cơn nói với bà. Con nói đi. Ngày mai tập đoàn phong vũ và kỳ gia thiết lập nghi thức. Kỳ gia chúng ta đều phải đi. Nhưng con cảm thấy Lục Phong không thể đi. Lục Phong không thể đi. Kỳ Hồng Vũ, anh có ý gì? Cô đừng lên tiếng. Tôi còn đang nói chuyện với bà. trên mùng vào làm gì? Kỳ gia chúng ta cũng xem là có máu mặt và tiềm lực ở thành Giang Nam khắp cái thành giang nam này. Ai dám không nể mặt kỳ ra chúng ta, chỉ vì anh ta, ba năm trước, trở thành trò cười của cả thành giang nam. Chỉ bởi vì cậu ta, cậu ta chính là một trò cậu ta là sao trời, bà nội. Cậu ta tự mình làm trò hề thì thôi, còn liên lụy đến mọi người nữa, đều bị mọi người cười cợt. Nghi lễ ngày mai, tất cả những người có mở cả thành Giang Nam đều sẽ đến tham gia. Đến lúc đó nếu Lục Phong xuất hiện cùng chúng ta, chúng ta nhất định sẽ trở thành trò cười của mọi người. Vì vậy, con nghĩ nếu mà cậu ta đi cùng chúng ta chính là sự sỉ nhục của kỳ gia. Vì vậy, Lục Phong không có tư cách tham gia. Bà nội, con cảm thấy nếu Lục Phong sẽ cản trở chúng ta. Tôi thấy làm người thì nên tự biết thân biết phận. Có vài người vẫn là nhân ngoan ngoãn ở nhà. Để ra ngoài làm mất mặt người khỉ tuyết vũ. Cô nói Lục Phong là người của kỳ gia. Vậy tôi hỏi cô cậu ta họ kỳ à? Ha ha, nếu mọi người đã bất đồng quan điểm, tôi đề nghị mọi người giơ tay biểu quyết đi. Xem xem Lục Phong có thể đi tham gia nghi lễ này không. Ta cảm thấy đề nghị của Hồng Vũ cũng không tồi. Quyết định như vậy đi, bây giờ ai đồng ý Lục Phong tham gia, mời giơ tay. Cậu xem đi, chỉ có một phiếu. Xem ra số phiếu của cậu không nhiều lắm. Lục Phong, cậu có thể tự bỏ phiếu cho mình. Xem ra cậu vẫn biết thân biết phận. Vậy thì bây giờ, ai phản đối Lục Phong, tham gia nghi lễ, mời giơ tay. Lục Phong, thấy rồi chứ. Ngoài em họ ra, tất cả mọi người đều phản đối cậu tham gia hôn lễ. Cậu đã nhìn rõ kết quả rồi chứ. Tôi đã nói không cần rồi. Anh còn bày trò bỏ phiếu gì chứ? Anh là rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm. Mà. Lục Phong, ý của cậu là gì? Cái gì mà không cần cậu nói rõ cho tôi? Tôi nói là, cho dù có hay không có bỏ phiếu này, ngày mai tôi cũng sẽ đi tham gia nghi lễ. Lục Phong, ý cậu là sao? Có phải ý của cậu cả? kết quả bỏ phiếu của cả nhà kỳ gia đều không ảnh hưởng đến cậu? Có thể xem là vậy. Kết quả này đối với tôi là không có tác dụng. Không biết trời cao đất dày. Đến kết quả mà bà nội làm cũng dám không nghe theo. Tôi cảm thấy, cậu không muốn ở kỳ gia nữa nhỉ? Rời khỏi kỳ gia sợ anh sẽ phải chết ở đầu đường lục phong, tôi cảnh cáo cậu, cậu tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi nói, nói như thế này đi, nghi lễ sáng mai tôi sẽ đi, nhưng mà như các người mong muốn, tôi sẽ không đi cùng các người, ai không biết cậu là tên phế vật của kỳ gia chứ? Cho dù cậu đi một mình, người kỳ gia chúng tôi đều sẽ trở thành trò cười. vì vậy, chỉ cần người kỳ gia chúng tôi chứ lễ này cậu đừng hòng đi. anh nghĩ nhiều rồi, tôi đi hay không đi, chẳng có chút quan hệ nào với kỳ gia, được cười. Không có kỳ ra, cậu đi như thế nào? Cậu không thấy mất mặt à? Đúng vậy, tôi cũng không muốn đi. Nhưng mà người ta đã phát thiệp mời cho tôi rồi. Tôi không đi. Không phải là không nể mặt người ta sao? Thiệp mời gì chứ? Thiệp thời. Chính là thiệp mời này này. Bất động sản phong vũ kính mời. Khách quý. Lục phong. Con lấy cái này ở đâu? Sao có thể? chúng ta là đối tác bất động sản phong cho bọn tôi. tôi cậu sao có thể nhận được thiệp mời liên quan gì đến anh bây giờ tôi có thể tham gia lục phong thiệp mời này của cậu là thật hay thật hay, thật hay giả hình như không liên quan đến anh tôi chỉ sợ cậu làm cái thiệp giả cậu không nói đến lúc đó trở thành trò hề của mọi người thì càng mất mặt hơn cái đó thì không phiền anh quan tâm thứ mà anh không có không có nghĩa rằng người khác cũng không có lên sân khấu cắt duy bằng không có nghĩa tuyết vũ không có tư cách im mồm cho tôi lục phong Tôi không thể lên. Cậu nghĩ cậu có thể sao? Đúng là phế vật. Tôi đúng là có thể lên. Nếu mà tôi lên cắt duy bằng, vậy không phải anh còn không bằng phế vật <laughs> ha? Dựa vào cậu mà cũng muốn lên sân khấu. Nếu cậu thật sự có thể lên, vậy tôi sẽ chấp nhận. Mình còn không bằng phế vật. Anh có thể châm chọc người khác, nhưng không thể châm chọc được tôi đâu. Thiệp mời này chắc chắn là giả. Tôi chưa từng nghe nói, bất động sản phong vũ làm ra Lưu tấm thiệp mời, anh không biết là bởi vì, anh không có tư cách tham gia, có phải thật hay không? Anh mở to con mắt cho nhìn cho kỹ đi. Lục Phong, cậu nói xem tấm thiệp này, có phải thật không? Mẹ, đến mẹ cũng không tin, còn mong người khác tin. Dù sao ngày mai là biết rồi, có phải thật hay ngày mai xem xem. Lục Phong, em tin anh. Ừ, anh biết. Được rồi, được rồi, cho dù có phải thật hay không, hôm nay thật là hả giận. Con không thấy dáng vẻ đỏ mặt từ tay của Kỳ Hồng, Hồng Vũ. Thật là một miệng chúng ác đổ. ý. Ây da, tuyết vũ à. Lục Phong đâu, cậu ta không phải là có thiệp mời. Sao không cầm theo thiệp đi thai cùng thai cô? Ta, à, có phải cậu ta giả vờ không nổi nữa à, à, không? Giả à, à, bệnh trốn ở nhà. Mẹ, bà nội, hay là mọi người cứ vào ấy. Đừng, đừng, bà nội. Lục Phong còn chưa đến mà. Cậu ta nói cậu ta có thiệp Chúng ta đợi anh ta đem thiệp mời đến. Đó là giả hay thật rồi chúng ta vào sau. Kỳ Hồng Vũ là đối tác của bất động sản phong vũ tôi mới có tư cách dẫn khách vào nếu anh không muốn vào thì thôi, đừng có gây rối ở đây. Được lắm, coi như cô lợi hại, xem cô có thể đến lúc nào. Chào ngài, xin hỏi có thiệp mời không ạ? Thiệp mời thật sự là có thiệp mời sao? Sao con không nói gì thế? Xin lỗi, chúng tôi không có thiệp mời, không có thiệp mời, có thiệp mời. xin lỗi, thiệp mời đi cho, bên kia là lối đi phổ thông. Tôi mới không thể đi cùng những người thấp kém kia. Tôi là đối tác của bất động sản phòng vũ, kỳ tuyết vũ. Xin hỏi, có đường đi khác không? Kỳ tiểu thư, thật xin lỗi, cô có thể đi lối này. Được, Lục Phong đến rồi. Đây là thiệp mời của tôi. Khách quý, anh bây giờ tôi sẽ dẫn ngài đến hội trường không thể nào. Thiệp mời này chắc chắn là giả. Với cả tập đoàn phong vũ lúc nào có thiệp mời chứ? Tại sao tôi lại thành Giang Nam? Chúng tôi chỉ phát mười mấy tấm. Anh cảm thấy rằng ngài biết không? Cậu. Vị khách này, đề nghị ngài không được phép. Đối đãi với khách của chúng tôi như thế. Cậu biết cậu ta là ai không? Cậu ta là đồ phế vật. Thật là nực cười. Thưa anh, đề nghị anh vô lễ với khách mời của chúng tôi. Chúng tôi cảnh cáo lần cuối. Anh Lục, mời đi bên này lối đi của khách VIP. Tôi có thể đưa theo vài vị khách không? Tất nhiên có thể. Anh là khách quý của chúng tôi. Chúng tôi tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu tuyết vũ. Em và mẹ đi cùng với anh. Nhưng chân của bà nội không tiện lắm. Không sao. Anh nghe em. Em muốn đưa ai đi thì đường. Ê, đợi chút. Nếu đã có người xem thường tôi. Vậy thì tự đi đi. Anh Lục, mời đi bên này cẩn thận bậc thang. Hạ Lam, sao cậu cũng làm đến? sao? Cô đến được còn tôi thì không đến được à? Kỳ tuyết vũ, cô có ý gì? Ý tớ không phải vậy. Làm sao? Cô đến. Lục Phong cũng đến. Trương Siêu, không phải anh bảo những chỗ ngồi này đều chuẩn bị cho khách quý sao? Sao loại người nào cũng có thể ngồi vậy? Thật là xui xẻo. Một kẻ ăn bám. Sao lại xuất hiện ở đây? Có lẽ là dựa hơi vào nhà họ kỷ. Thì... Lam Lam, chúng ta không cần phí lời với bọn chú. Nghi lễ sắp bắt đầu rồi. Xin giới thiệu một chút, tôi là Lưu Vạn Quý, là chủ tịch hiện tại của bất động sản Lục Phong. Cảm ơn các vị lãnh đạo, đồng nghiệp, khách quý đã bỏ thời gian quý giá tham gia nghi lễ của bất động sản Phong Vũ. Lam Lam, em xem chính là tổng tài của tập đoàn Vương Thị. Cao Quý ngàn vàng, còn vị này là tập đoàn Giang Thị. Còn có vị này, là phó lãnh đạo của thành Giang Nam. Rất lợi hại, sau đây xin mời đối tác của Phong Vũ, Tổng Giám đốc của Kỳ Gia, Kỳ Tuyết Vũ Tiểu Thư, lên sân khấu Cát Duy Bằng. Sao lại là Kỳ Tuyết Vũ? Với tư cách là chủ tịch đại diện Cát Duy Bằng, tôi nhớ là Kỳ Đông Sơn mà. Yên tâm, có anh ở đây. Anh cũng không thể đi cùng em lên trên đó. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Ừm. vẫn là tiểu vũ của chúng ta, lợi hại. Ừm, sau đây xin mời khách quý của chúng lên sân khấu các duy bằng, tiểu dung. Người mà lưu vạn quý nói, không phải là lục phong đấy sao có thể, anh ta xứng sao, em nói tên phế vật lục phong này. Cậu ta làm cách nào, mà lưu vạn quý lại xem trọng câu ta, cái này thì tôi không hiểu. Lục Phong sao cũng có thể lên sân khấu. Tức chết tôi rồi. Sớm biết thế hôm nay đã không đến đây. Ây ra, không xem nữa. Xem chỉ cảm thấy tức. Đi thôi đi thôi. Phong Thiếu Gia. Theo dặn dò của Ngài, chúng tôi đã khống chế thị trường thương nghiệp ở Giang Nam, đồng thời cũng đã thu mua rất nhiều cửa hàng, ví dụ như cửa hàng trang sức, cửa hàng ăn uống, siêu thị. Đồng thời cũng dựa theo sự phân phó của Ngài cho tên của kỷ tiểu thư và hội viên của cửa hàng. Hạn mức của cô ấy là 300 vạn. Ừ, làm tốt lắm lục thiếu gia ngài làm những thứ này kỳ tiểu thư cũng không biết cô ấy cũng không biết đi đâu để tiêu không sao một ngày nào đó cô ấy sẽ biết thôi tôi chắc chắn đây là điều vô cùng bất ngờ ba năm rồi là thiên kim của kỳ gia lại chẳng có trang sức quý giá gì lão lưu khách sạn quốc tế bán điều này anh đặt giúp tôi ba ngày không vấn đề ngài cần đặt đến ngày mấy còn điều gì cần tôi làm nữa không ngày 6,7,8 của tháng này. Tôi muốn mở tiệc toàn thành phố. Vâng, thiếu gia, Lục Phong, ừm. Ừ. Anh với tập đoàn Phong Vũ, rốt cuộc là có quan hệ gì? Anh đừng dùng những lý do đó để giấu em. Anh lừa được ba mẹ, chứ không lừa tập đoàn Phong Vũ. Ông chủ của tập đoàn Phong Vũ là... Anh không muốn nói thì thôi, con lấy chuyện này làm trò đùa. Bỏ đi. bỏ đi không nói ngày mai em ra ngoài với sao em cứ đi cùng với hạ, hạ, hạ lam đó vậy anh không, không phải đã nói cô ta không phải người tốt sao? sao em không tin không anh ấy được rồi hạ, hạ lam chỉ là ham hư vinh một chút cô ấy khá tốt được thôi ngày, ngày mai anh có việc em muốn đi, đi thì đi đi, đi. nhớ kỹ khi, khi nào cảm thấy không đúng lập tức gọi điện thoại cho anh ừm tuyết vũ thái độ của tớ trước đây không tốt cậu đừng để ý nhé tớ chỉ là nhất thời tức giận nhưng bây giờ nghĩ lại tớ cũng có chỗ sai không sao, chuyện qua rồi thì cho qua đi. Ây, Lục Phong, rốt cuộc có thân phận gì thế? Không có thân phận gì cả. Anh ấy hình như quen biết một người ở bất động sản phong vũ. Thật sự là không có thân phận gì à? Có khi nào anh ấy có thân phận bí ẩn gì? Nhưng mà không nói với cậu không? Không thể nào, anh ấy từ nhỏ đã là sao có thể có thân phận thần bí gì chứ? Ê, không nói chuyện này nữa. Tuyết Vũ, cậu biết không? Có người đã bao toàn bộ. Khách sạn quốc tế bán điều. Ai mà có tiền vậy? Bao khách sạn để làm gì chứ? Chỉ để chơi cho vui sao? Tớ cũng là nghe Trương Siêu nói thôi. Có thể là... Dùng để tổ chức buổi lễ tỏ tình to lớn gì đấy. Tỏ tình tỏ tình ai? Tuyết Vũ, nếu sau này tớ trở thành thiếu nãi nãi, chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Cậu, thiếu nãi nãi. Bạn trai của cậu không phải là Trương Siêu à? Chẳng lẽ anh ta cũng là thiếu gia gì đó sao? Cậu vẫn chưa biết nhỉ? Lần trước ở câu lạc bộ, tên ngốc Trương Siêu kia lại tặng mỗi phòng riêng một bình rượu. Đến lúc tính tiền, anh ta lại nói không có tiền. Câu lạc bộ không cho bọn tớ đi, còn muốn tớ trở thành bồi bàn dự trả nợ. Lúc này anh ấy xuất hiện. Anh ấy phái người đến, cứu bọn tớ ra ngoài. Ai? Ai cứu cậu ra ngoài? Anh ấy, ông chủ của tập đoàn bất động sản Phong Vũ, đại thiếu gia thần bí của Lục Gia. Cậu mau kể cho lúc đó xảy ra chuyện gì lúc đó. Người của Lục Thiếu đến. Nhưng mà Trương Siêu nói rằng hoàn toàn không quen biết Lục Thiếu. Cậu nói xem, Lục Thiếu sao lại đặc biệt cứu chúng tớ. Nguyên nhân chỉ có một. Lục Thiếu phái người đến chính là để cứu tớ. Cứu cả Trương Siêu, chỉ là thuận tiện anh ấy lại âm thầm cứu tớ. Nghĩ thôi tớ cũng thấy vô cùng kích động. Ê, tích cậu nói khách sạn quốc tế bán đảo bây giờ, đều bị bao rồi. Ngoài lục thiếu ra thì còn ai, có thế lực lớn như thế, tớ cảm thấy nhất định là lục thiếu, chờ tớ đến khách sạn. Tỏ tình tớ. Tỏ tình với cậu, vậy em họ tớ. Em họ cậu ý cậu là sao? Đường tuyết, đây là cửa hàng mới mở, đều là những thiết kế hàng hiệu, đặt phải cần trăm vạn đấy. Vẫn là cậu mua đi, tớ đi chỗ khác xem xem, tuy là thăng chức rồi. Nhưng cũng như không mà thôi, tiền lương không cao, ai à, ra, đường con gái, thì đối xử với bản thân tốt một chút, đừng có mà không nỡ mặc quần áo, mỹ phẩm tốt cũng không dám xài. Đến lúc cậu biến thành, bà già xấu xí không ai cần nữa. Nói không chừng, đến cả tên phế vật lục phong cũng không thành cậu. Có khi ở bên ngoài tìm tiểu tam. Ây da, cậu đi xem cùng tớ đi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ấy, cậu xem kia là ai? Lục Phong, Tuyết Vũ, lúc nãy tôi nói gì nào? Con gái mà, nếu mà không đối tốt với mình, vậy sẽ bị ghét bỏ. Nói không chừng, nam nhân này còn ở bên ngoài tìm tiểu tam. Không phải hôm nay anh ấy có việc à? Sao lại đến đây? Ai ra, tuyết vũ đàn ông trong thiên hạ không thể tin cậu tin anh ta anh ta không tin cậu ây ra chúng ta đi thôi ây đi gì mà đi qua kia xem xem lục phong tuyết vũ sao em lại ở đây bọn tôi không đến thì làm sao phát hiện được bí mật của anh chứ Tuyết Vũ, em nghe anh giải thích ấy à, ra, không cần giải thích nữa. Cách nói này của anh, tôi nghe trong phim nhiều lắm rồi. Việc này, anh sợ em, nhất thời không chấp nhận được. Anh vốn dĩ muốn tìm cơ hội thích hợp nói với em. Ý anh là gì? Anh ta, ở bên ngoài, tìm tiểu tam bị phát hiện, chuẩn bị ngả bài với cậu. Một kẻ ăn bám, cái gì? Được rồi, anh không cần nói. Sự ừ. việc đã ừ. như không rồi. cần nói gì nữa đâu. Bên kỳ ra em sẽ giải thích. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Em nghe anh giải thích. Em hiểu lầm rồi. Không như em nghĩ đâu. Còn như thế nào nữa? Có phải là anh đợi đến lúc tận tay bắt được anh mới thừa nhận phải không? Buông tay ra. Ấy rồi. Thật sự có bạn gái này. Lúc nãy còn tưởng chém gió. Nhìn cái gì mà nhìn? chọn cho bạn gái một chiếc dây chuyền con lê mà lề mề bây giờ nói gì cũng không có tác dụng nữa rồi đây là tôi nhìn chúng trước trả tiền xong chiếc dây chuyền này là của tôi rồi tuyết vũ anh vừa nói với em đều là sự thật anh đã nhìn chúng một chiếc dây chuyền vô cùng xinh đẹp muốn tặng cho em nhưng người phụ nữ này nhất quyết muốn nó anh vừa nãy đang thương lượng với cô ta như này đi sự thật là thế đó nếu em không tin, em không cần đâu, em tin hỏi. anh. Tuyết Vũ, đã đến đây rồi. Chúng ta vào trong cửa hàng xem xem, rồi xem xem em có thích cái gì không. Chúng ta đi thôi. Lục Phong, anh xem cái này thế nào rất đẹp. 3 vạn 9 nghìn tám tệ. Cái nãy giảm giá cũng phải 3 vạn năm. Đắt như thế. Không sao. Thích thì lấy đi lục phong cái này phải trả tiền ấy cũng không phải rác muốn nhặt thì nhặt chỉ cần tuyết vũ thích dù có là sao trên trời tôi cũng sẽ hái xuống cho cô ấy anh chém gió gì chứ anh có ba vạn tệ không lục phong ba năm nay anh không đi làm dựa vào cái gì mà phách lối như thế không phải bình thường đến tiền mua thức ăn cũng vươn tay ra xin vợ sao tôi không có nhưng không cần tôi phải bỏ tiền ra quả nhiên là kẻ ăn phán. bám chỉ, chỉ biết dẻo mồm nào tuyết vũ anh giúp em đeo nhé thế nào đẹp chứ đẹp thật sự rất đẹp hạ lam cậu cảm thấy chiếc dây chuyền có long trọng quá không dây, dây chuyền khá là đẹp đấy nhưng thật sự quá lộng lẫy cậu có chút chống đỡ không nổi mà giá của chiếc dây chuyền này cũng không đẹp đâu ha. Không sao, mua đi. Ừm, xem như là quà kỷ niệm. Đây là ba vạn năm đấy. Tuyết Vũ, cậu thật sự muốn mua sao? Ừm ừm, mua một chiếc đi. Không sao. Em xem xem. Có chiếc nào thích thì cứ lấy. Lục Phong, Tôi nghĩ tôi nên nhắc anh một lần nữa. Mua đồ, không chỉ dùng miệng nói. Hôm nay ra đường, đem theo bao nhiêu tiền? Tôi đem 500 tệ tiền mặt. 500 tiền mặt. Ai cho anh cái dũng khí? Nói với thuyết vũ tùy ý chọn vậy. Không có tiền thì mua cái gì chứ? Có người. Tên của cô ấy đáng giá ngàn vàng. Ừ, từng nghe qua quét vân tay, Chứ chưa, chưa từng nghe qua quét tên là có thể thanh toán Lục Phong, chắc không phải Lát nữa anh lấy tên mình ra quẹt đấy chứ Không phải tên của tôi Là Tuyết Vũ Tuyết Vũ Em chọn xong chưa? Chọn xong rồi Chúng ta đi thôi Quẹt thẻ Lục Phong, Tuyết Vũ đến lượt mấy người rồi? Làm sao nào Lục Phong? thật sự để Tuyết Vũ tự trả tiền sao? Tôi còn tưởng rằng anh muốn tặng quà cho Tuyết Vũ. Tuyết Vũ có thể tự trả cho mình, không cần tôi trả. Mặt của anh dày thật đấy. Mỹ nữ, xin đợi một Tổng cộng là chín vạn bảy ngàn hai. Quẹt thẻ đi. Ê, Tuyết Vũ à, lúc nãy không phải Lục Phong bảo rằng tên của cậu đáng giá ngàn vàng à? để anh ta đến báo tên xem xem có thể thanh toán được không nào nếu cô muốn xem tôi sẽ cho cô xem tiên sinh anh muốn vị tiểu thư này thanh toán không. sao tôi đến là để nói một chuyện anh ta muốn nói anh ta tên lục phong anh ta nói tên mình có thể dùng làm tiền không sao tôi muốn nói tên cô ấy là kỳ tuyết vũ vâng kỳ tiểu thư Chủ tiệm, vị này là kỳ tuyết vũ tiểu thư. Xin chào kỳ tiểu thư. Tôi có thể xem chứng minh thư của ngài không? Chứng minh thư? Tại sao lại xem chứng minh thư của tôi? Đưa cô ấy đi. Kỳ tiểu thư. Ngài là khách VIP của cửa hàng chúng tôi. Tôi, tôi sao? Nhầm lẫn à, không có. Đúng chứng minh thư này. Thế nên tôi có thể được giảm 50%. Đương nhiên có thể. Cả tiệm này bao gồm toàn quốc. Chuỗi cửa hàng đều có thể ưu đãi giảm giá 50%. Vậy quạch thẻ đi. Không cần đâu kỳ tiểu thư, tên của ngài, đã đáng tiền rồi. Đầu tiên là có thể hưởng thụ chi phí, miễn phí và giảm giá. Cái gì khách VIP? Bao cái tên là mấy vạn. liền được miễn phí. Thế làm sao được? Vô cớ không thể nhận. Tôi không thể lấy không đồ của cửa hàng. Kỳ tiểu thư, thẻ hội viên của ngài, có hạn mức thật hay giả vậy vì thể không cần ngài trả tiền nữa cho đến khi thể của ngài hết là được hạn mức là bao nhiêu chúng tôi tra một chút hạn mức của ngài là ba trăm vạn nhiều thế được rồi trừ tiền đi chào ngài dây chuyền của ngài đã đóng gói xong cảm ơn lục phong à chuyện này nhất định có liên quan đến anh. Anh không giấu được em đâu. Em cảm thấy sao? Em cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bây giờ không phải, hay có vận may xuất hiện sao? Nói không chừng, em chính là người may mắn. Xem như là phần thưởng ông trời cho em. Em không tin đâu. Bây giờ em vô cùng nghi ngờ. Có phải anh trúng vé số rồi không? 500 vạn, đúng không? Ây, bị em phát hiện rồi. Lục Phong, anh thật sự trúng sao? Mua một chiếc xe, còn tiêu xài phung phí như thế còn nộp 300 trăm vạn vào thẻ hội viên tính toán cũng không còn dư bao nhiêu nhỉ cô nghĩ như vậy à chẳng lẽ lục phong không phải anh trúng năm vạn là một ngàn vạn không phải vậy là bao nhiêu ây ra anh nói đi mà tôi không nhớ tuyết vũ chúng ta đi thôi ây tôi nghe bạn bè nói ở giang nam có một thương gia thần bí Đặt cả khách sạn 5 sao của Giang Thái và khách sạn quốc tế Bán Đảo đều bao cả, thật sao? Không sai, đây không chỉ là có tiền, là có thể làm. Nhìn khắp cái Giang Nam này, đừng nói là kỳ gia, cho dù gia tộc chúng ta mạnh gấp 10 lần cũng không có năng lực này. Tôi nghĩ chỉ có lục gia của bất động sản Phong Vũ mới có năng lực này. Nhất định là Lục thiếu. Anh ấy chắc chắn là đang trò tình em mới bao hết toàn bộ. Nhất định là anh ấy chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Mau điều tra nghe ngóng xem có phải là lục thiếu làm không. Nhưng mà việc này làm sao điều tra được? Bất động sản phong vũ không phải là sản nghiệp của lục ra sao? Gọi điện thoại hỏi bọn họ đi. Chú ý nói chuyện khách khí một chút. Ê, con gọi ngay đây. Chào ngài, chào ngài. Tôi là tổng giám đốc của kỳ gia. Tôi tên kỳ hồng vũ. Tôi muốn hỏi một chút về chuyện của lục thiếu. Lưu tổng là kỳ tiên sinh của kỳ gia. Anh ta muốn hỏi, lục thiếu của chúng ta, ngài xem. Chẳng lẽ thân phận của lục thiếu bị bại lộ rồi? Alo, xin chào tôi là Lưu Vạn Lưu Tổng. Xin chào, xin chào. Nếu là Lưu Tổng nghe máy, nhất định là chuyện hôn sự của lục đã quyết định rồi. Lưu Tổng phải không? Tôi vốn dĩ muốn nói với ngài về chuyện liên quan đến lục thiếu. Cái này chắc ngài cũng đã biết. Chuyện của lục thiếu gia Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì Bây giờ là tôi đang hỏi ngài Những gì ngài biết phải nói hết cho tôi Cứ để tôi phải gọi điện thoại hỏi ngài sao Chuyện này tôi nghĩ Lục thiếu sẽ tự nói với mọi người Nhất định là lục thiếu của tôi đã nói với ông ta Mối hôn sự này chắc chắn quyết định rồi Phải đối xử với kỳ gia chúng ta khách khí một chút Xì sí. Ông không phải chỉ là người làm công sao Đến cả việc này còn làm không được Tôi hỏi ông nhé Bao toàn bộ khách sạn bán đảo Có phải lục thiếu không? Vậy cậu gọi điện là muốn hỏi chuyện này. Không thì sao chứ tôi muốn hỏi cái gì nữa ấy. À, cậu tìm tôi, không phải vì nói chuyện của Lục Phong. Lục Phong sao? Chuyện này, liên quan gì đến nó, Lục Phong mà xứng đáng để tôi đích thân gọi điện hỏi sao? Cậu là Kỳ Hồng Vũ, phải không? Cậu có tư cách gì hỏi tôi chuyện này, Lưu Vạn Quý, ông nên nhớ rõ địa vị của mình. Ông chỉ là người làm công cho Lục Gia, hiêu chưa? Tôi cho cậu xem. Quyền lực của người làm công. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, nếu Kỳ Gia không cắt bỏ vị trí tổng giám đốc của Kỳ Hồng Vũ, Bất Động Sản Phong Vũ sẽ chấm dứt hợp đồng với Kỳ Gia. Cậu cũng không cần hành linh chân thật của việc tôi nói. Tôi nói rồi hai tiếng đồng hồ. Còn có, cậu là cái thái gì? Cũng xứng nghe chuyện của Lục Thiếu. Còn nói người khác là phế vật, bản thân cậu là cái thái gì? Đến cả phế vật. Còn không bằng, Lưu Tổng, Lưu Tổng ngay hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, tự lo cho mình đi. Cháu cũng không hiểu. chỉ mắng lục phong một câu lại biến thành thế này đừng nói nữa cháu tự tìm cách bù đắp lỗi lần đi